Review phim mới xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến với các bạn bộ phim siêu bom tấn của năm 2022, đó là Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn phần khởi nguồn. Là một tín đồ điện ảnh thì nhất định không thể bỏ qua siêu phẩm này rồi. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Mở đầu phim, các đứa trẻ tiên đang chơi đùa với nhau, chỉ có cô nhóc Gadiel là đang gấp thuyền giấy một mình. Đám trẻ thấy Gadiel chơi một mình thì đến trêu chọc cô bé. Lúc này Gadiel đã gấp xong thuyền giấy và thả nó xuống suối. Con thuyền trôi theo dòng nước rồi bắt đầu dương cánh trở thành một chú thiên nga. Vì đám trẻ muốn trêu chọc Gadiel nên đã ném đá vào thuyền giấy. Cô bé chạy theo để ngăn cản, nhưng con thuyền giấy của mình đã bị đánh chìm xuống dòng nước. Chết cha mày với tao nhà thằng quỷ. Gadiel lập tức lao đến khô máu với cậu nhóc nghịch ngợm. Vừa vật điếu phá mình xuống đất thì anh trai của cô đã xuất hiện. Anh trai khen con thuyền của cô rất đẹp, nhưng nó chưa đủ cứng cáp để chống chọi với sóng gió. Đối với cô bé thì đây chỉ là món đồ chơi. Gadiel tỏ ra rất bực tức khi đám bạn đã phá hỏng nó. Anh trai cười nói rằng đó chỉ là một thử thách nhỏ trong dòng đời. Một ngày nào đó Gadiel sẽ phải đương đầu với sóng gió thật sự để bảo vệ xứ sở thần tiên này. Đó là sứ mệnh của những người bảo vệ như gia đình mình. Ở xứ tiên, ánh sáng không bao giờ tắt, cũng không có cái chết hay chiến tranh, nhưng luôn có quân đội tiên bảo vệ lãnh thổ, bởi vì họ biết có những kẻ thù bên ngoài luôn ao ước vùng đất của mình. Cuối cùng ngày đó cũng đến. Chúa Tể Morgoth đã gửi lời tuyên chiến bằng cách phá hủy cây ánh sáng là biểu tượng của vùng đất tiên. Thế là binh đoàn tiên đã xung trận, họ rời khỏi quê nhà của mình là Valinor rồi vượt qua vùng biển Sundering đầy nguy hiểm để đến Trung Địa. Binh đoàn tiên tiến đánh đội quân quái vật của Morgoth để tiêu diệt mối hiểm họa cho vùng đất của mình. Cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm, nó khiến cho Trung Địa rơi vào cảnh hoang tàn, quỷ chết, thần vẫn lạc, xứ sở tiên đã phải trả giá rất nhiều mới tiêu diệt được Morgoth và đế chế của hắn. Tuy nhiên rất nhiều quái vật đã trốn thoát khỏi sự truy quét của binh đoàn ánh sáng. Thuộc hạ của Morgoth là phù thủy Sauron đã tập hợp lại tất cả quái vật để tạo dựng lại một đội quân khác. Anh trai của Gadiel dẫn theo binh đoàn tiên tiếp tục truy lùng Sauron. Nhưng tên phù thủy răng ác đã tìm thấy anh trai cô trước, hắn khắc vào xác người anh một biểu tượng mà không ai hiểu được. Gadiel đứng trước linh cữu anh trai lập lời thề sẽ săn lùng Sauron đến tận cùng trời đất. Gadiel dẫn theo một nhóm quân truy tìm Sauron. Và có rất nhiều các nhóm quân giống như cô. Cuộc truy lùng diễn ra đã hơn trăm năm, nhóm của Gadiel đã đi đến tận cực bắc nhưng vẫn không thấy tung tích của Morgoth. Những người còn lại đều tin rằng Sauron đã chết sau khoảng thời gian dài tìm kiếm không có tung tích. Vì thế họ muốn trở về nhà vào ngày mai. Lúc này một cơn bão tuyết bắt đầu kéo đến, nhóm của Gadiel phải nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn. Trong ánh chớp họ phát hiện một pháo đài hùng vĩ. Cả nhóm nhanh chóng tiến vào lâu đài, mọi người bắt đầu chia ra tìm kiếm. Một lát sau, Gadiel phát hiện dấu vết bọn quái vật đã dùng phép thuật thu thập sức mạnh từ thế giới vô hình. Trên chiếc bà đá gần đó cũng có dấu khắc tương tự trên xác anh trai mình. Gadiel biết chắc chắn Sauron đã tụ tập ở đây nên quyết định tiếp tục tìm kiếm. Nhưng anh chàng tiên cấp dưới từ chối vì những dấu vết này có thể đã xuất hiện từ trước cuộc đại chiến. Đúng lúc này một tảng băng lớn bay vào ba binh lính. Gadiel chạy ra thì thấy một con trôn tuyết đang đánh sấp mặt các đàn em của mình. Vì quá to khỏe nên con trôn chỉ cần một đấm là đánh bay chúng tiên. Gadiel lập tức lấy đà phi lên tấn công con quái vật, cô dùng thân pháp nhanh nhẹn di chuyển xung quanh chém vào các yếu huyệt của trôn tuyết. Người đẹp đã khiến quái vật gục ngã rồi đâm vào yết hầu dứt điểm nó. Sau đó Gadiel hạ lệnh cho cả nhóm ở lại đây để tiếp tục săn lùng Sauron vào hôm sau. Nhưng những người đồng đội đã bỏ vũ khí xuống đất biểu quyết, tất cả sẽ quay về theo lệnh nhà vua vào ngày mai. Còn ở Rovanion lúc này hai người thợ săn đang đi qua lãnh địa của người tí Hon Harfoth. Ông chú lớn tuổi nhận ra có người đang theo dõi nên báo cho thằng cháu chưa trải sự được nhanh chóng rời khỏi đây. Nhìn thấy hai thợ săn chỉ đi ngang qua đây nên các người tí Hon bắt đầu dựng lại nhà cửa của mình. Rất nhanh một thôn xóm yên bình xuất hiện trở lại. Tộc trưởng nhanh chóng tra cứu thông tin của hai người thợ săn vừa đi qua trong cuốn sách. Ông phát hiện ra các thợ săn đi qua đây sớm hơn so với mọi năm. Điều này báo hiệu có điểm không may. Con Nozi thì dẫn đám trẻ trong làng đến trang trại cũ để hái quả mọng. Đám trẻ rất vui vẻ khi ăn được những trái mọng ngọt nước, mỗi người còn hái mang về cho gia đình của mình. Đây là điều rất hạnh phúc với cả đám, được ăn món quả mà mình thích thì thật là nhích nách. Lúc này một cô nhóc phát hiện ra một dấu chân dưới bùn. Nozi đến quan sát thì hú hồn chim én. Cô thông báo cho cả đám đến giờ về nhà rồi. Cô bạn béo đang ăn ngon thì nghe tin chó sói cũng lập tức kéo mọi người chạy mất dép. Khi cả đám rời đi thì một con sói quái vật xuất hiện. Vài ngày sau ở kinh đô thượng tiên là Lindon, Gadiel đã trở về theo lệnh của đức vua, cậu em họ Elrond cũng đến gặp cô, hai chị em bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Sau đó Gadiel nhờ Elrond sắp đặt giúp cô một cuộc hẹn với đức vua. Gadiel muốn xin một đội quân hỗ trợ để tiếp tục lên đường tìm kiếm Sauron. Bởi vì qua vết tích mình nhìn thấy thì cô biết chắc chắn Sauron vẫn còn sống,
Nhưng Elrond đã từ chối và bác bỏ Sauron còn sống vì không có một bằng chứng cụ thể nào. Anh khuyên bà chị họ nên đến buổi vinh danh các chiến binh trở về. Dù Galadriel đã kháng lệnh nhà vua ở lại lâu hơn kế hoạch nhưng ông vẫn khen tặng cô, và sau buổi vinh danh Elrond sẽ thuyết phục nhà vua gặp Galadriel. Lúc này Nozi đã đưa đám trẻ về nhà, cô đến tặng cho bố của mình một quả mọc. Ông bố bảo Nozi nên cẩn thận vì có hai tên thợ săn vừa đi ngang qua đây. Sau đó Nozi đến tặng cho người mẹ Gorziel của mình một quả mọc. Bà cấm cô con gái không được đến trang trại cũ nữa vì ở đó hay có lũ sói. Ở Lindon thì buổi lễ vinh danh cũng diễn ra. Cả nhóm của Galadriel được nhà vua đeo vương miệng vì đã kiên trì tìm kiếm Sauron đến tận cuối chân trời. Điều này chứng minh cái ác đã biến mất, thế nên đức vua thưởng cho họ cuộc sống vĩnh hằng tại quê nhà Valinor. Galadriel và các đồng đội sẽ được trở về nhà. Sau đó cô đến trước bức tượng của anh trai để cầu nguyện. Đây là khu rừng với các cây cổ thụ chọc trời điêu khắc những anh hùng tử trận trên đó. Ngày hôm sau tại phía nam là vùng đất của loài người, đội quân tiên được dàn trải khắp thung địa để tìm kiếm tung tích của Sauron. Hai binh sĩ tiên tiến vào một thị trấn để kiểm tra như mọi khi, người dân nơi đây có vẻ không chào đón họ. Anh tiên có tên là Azon đi tiến vào quán rượu để lấy tin tức từ ông chủ qua gen. Chủ quán báo tin có một người đàn ông ở miền đông nói rằng trang trại của anh ta bị khô cằn chỉ trong một ngày. Azon đi hỏi chủ quán về tung tích của người đàn ông này để điều tra. Nhưng một tên trẻ trâu đứng dậy sỉ nhục Agandi, anh ta cho rằng tất cả bọn quái vật đã chết. Còn chúng tiên đến đây chỉ là để chiếm đất đai của họ. Qua gen thấy tên này tuổi trẻ chưa trải sự đời nên cho cậu ta một cốc bia để hạ hỏa, nhưng tên trẻ đã hất cốc bia đi. Vì chủ quán tung một đấm để dạy dỗ thanh niên bố láo nhưng bị Agandi cản lại. Anh đã sống hàng trăm năm nên không chấp tên nhóc con này. Khi bước ra ngoài thì người đẹp John quay đã đợi sẵn bên giếng. Agandi tiến đến liếc mắt đưa tình với cô. John quay tặng chàng tiên hạt giống của hoa Aphizin. Đây là loài hoa chỉ có ở quê hương của Azondi. Điều này làm anh rất vui. Cả hai trao nhau những ánh mắt vô cùng nồng cháy. Nhưng không được bao lâu thì ông chủ quán tiến ra phá đám. Thế là anh tiên phải ra về với người đồng đội. Anh bạn Beth Ho khuyên Azondi không nên có tình cảm với cô nàng loài người. Bởi vì trong chiều dài lịch sử các mối tình giữa tiên và người đều kết thúc trong bi kịch. Sau đó Azondi lên tháp canh để giám sát. Lúc này tổng giám cũng xuất hiện thông báo tin vui là cả nhóm sắp được về nhà. Đức vua đã ra lệnh rút lui toàn bộ để ăn mừng chiến thắng. Nhưng Agandi đã đóng quân ở đây hơn 79 năm nên rất lưu luyến nơi này, đặc biệt là cô nàng John Quay. Sáng hôm sau người đẹp dạy cho cậu con trai của mình là Theo điều chế thảo dược, cô là một thầy thuốc trong làng. Còn cậu bé Theo thì than phiền vì bọn chuột đang lộng hành mạnh dưới chân nhà suốt 3 ngày nay. Đúng lúc này Agandi đi đến trước nhà, cậu con trai Theo có vẻ không thích ông chú này cho lắm. Ở John Quay tiến ra gặp anh tiên, Agandi nói rằng mình sắp phải rời đi. Anh đến đây để xác định tình cảm của người đẹp dành cho mình rồi mới quyết định. John Quay cũng thích Azondi nhưng muốn nghe lời cầu hôn của anh. Lúc này một ông chú lại đến phá đám. Người đẹp bước ra ngoài thì gặp một con bò sữa có đôi mắt đen ngòm. John Quay kiểm tra thì phát hiện nó không hề bị ốm hay bị sốt, có lẽ là do nó ăn trúng thứ gì đó. Azondi tiến đến nặng sữa của con bò thì một dòng chất lỏng màu đen chảy ra. Ông chủ lúc này mới xanh mặt vì vừa chăn thả đàn bò ở tận Hoa Đen trở về. Thế là Azondi lên đường đến Hoa Đen để kiểm tra. Người đẹp John Quay rất lo lắng nên cũng đi theo chàng tiên. Tranh thủ cơ hội này Theo và đứa bạn trẻ trâu của mình đến trang trại của một người trong làng để trộm đồ. Theo tiến xuống hầm tìm kiếm, nhưng cậu chỉ thấy một thanh kiếm gậy. Trên đó có biểu tượng của Sauron, khi nhìn vào thì Theo đã thấy được cảnh tượng hắc ám. Lúc này, Galadriel và cả nhóm cũng đang tiến về Lalinor, còn nhà vua cho triệu kiến Elrond. Ông giao cho cậu một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, Elrond sẽ phải thực hiện nó cùng lãnh chúa Celebim. Ở Dovahkiin thì tộc trưởng Sadok đang quan sát bầu trời, ông tra cứu nó với các ghi chép trong sách cổ nhưng không phát hiện gì cả. Khi đang suy luận thì Nozi ló cái đầu lên làm Sadok sợ vỡ mật, tộc trưởng hỏi Nozi là sóc hay sao mà nhiều chuyện vãi linh hồn. Nhưng nàng sóc vẫn muốn biết những dấu hiệu trên trời nói gì, Sadok bảo rằng chưa bao giờ thấy bầu trời như vậy nên khuyên Nozi nên ở nhà cho nó lành. Bên này Azondi và John Quay đang tán tỉnh nhau trên đường, chàng tiên khuyên người đẹp nên cẩn thận với những người họ hàng ở Hoa Đen. Bởi vì họ rất mờ ám và có lịch sử tôn thờ Sauron. Khi đang chém gió thì cả hai nhìn thấy ánh khói bốc lên từ xa. Đó là khói từ ngôi làng ở Hoa Đen đang bốc cháy. Ở bên ngoài biển Sundarin thì con tàu chở Galadriel đã đến Valinor. Các tiên nữ bắt đầu làm nghi lễ cho các chiến binh trở về vùng đất mẹ. Một đàn hạc trắng bay quanh con thuyền chào đón các chiến binh trở về. Kết giới cũng bắt đầu mở ra. Nhưng Galadriel chỉ nhìn vào thanh gươm của người anh trai. Cô nhớ lại ký ức khi bên cạnh anh trai mình lúc nhỏ. Đó là lời thề hết mình bảo vệ xứ sở thần tiên, và lời thề đó đã chuyển qua Galadriel khi anh trai cô mất. Người đẹp quyết định quay trở lại để tiếp tục thực hiện lời thề của mình. Lúc này một sao chổi lướt qua bầu trời.
Nó bay từ Limzon là vùng đất tiên ở Trung Địa đến phía nam là vùng đất loài người, sau đó lao đến Sovanion và rơi xuống gần nơi Nozi đang chơi đùa. Phu tiên Gigalad phát hiện ra bóng tối đã bắt đầu trỗi dậy. Con Nozi lập tức đến nơi sao băng rơi xuống. Cô nàng tí hon phát hiện một người đàn ông đang nằm giữa đám cháy. Gradiel sau khi nhảy khỏi thuyền thì bắt đầu bơi trở về Trung Địa, bên này Nozi đang ngắm nhìn người đàn ông trên trời rơi xuống. Cô bạn thân Poppy cũng chạy đến nơi thì há hốc mồm khi lần đầu thấy người khổng lồ. Poppy kéo Nozi trở lại nhưng lại làm cô bạn rơi xuống hố. May mắn các ngọn lửa dung nham không hề nóng như họ tưởng tượng. Vì tò mò nên nàng tí hon tiến đến người khổng lồ để quan sát. Nhưng chạm vào người mà anh ta vẫn bất động. Cô bạn Poppy ở trên thì bảo mau về nhà nhanh chứ ăn cám cả lũ. Đúng lúc này người đàn ông tỉnh dậy nắm lấy tay Nozi. Anh ta tỏ vẻ vô cùng hoảng hốt rồi hét lên làm cho đất đá xung quanh lơ lửng trên không. Một lát sau người đàn ông ngất đi làm mọi thứ trở lại như cũ. Lúc này Nozi dường như nhận ra một điều gì đó. Cô nhờ cô bạn Poppy kéo người đàn ông đến nơi an toàn vì lo sợ đàn sói. Thế là hai cô nàng tí hon dùng xe đẩy để kéo người đàn ông lên ngọn nồi. Khi đi được giữa đường thì cả hai cãi nhau vì Poppy lo sợ người khổng lồ sẽ mang điểm xui rủi đến trong ngôi làng. Hai bà tám đang tranh luận thì chiếc xe đẩy đã chạy lui xuống dốc, vì vậy họ đành để người đàn ông ở một gốc cây dưới đồi. Nozi cẩn thận che chắn cho người khổng lồ vì sợ đám sói sẽ ăn thịt. Poppy bắt đầu hỏi tại sao Nozi lại lo cho ông ta như vậy. Nozi nói rằng mình có linh cảm người đàn ông này rất quan trọng với cô, đó là lý do ông ta rơi xuống chỗ này. Và có gì đó nói với Nozi rằng phải bảo vệ an toàn cho người đàn ông này. Còn Azondi và Zonquai đã tiến đến ngôi làng Horden. Họ nhận ra các khe nứt dưới lòng đất đã phá hủy ngôi làng. Ngoài ra không có xác người chứng tỏ không có người dân nào chết tại đây. Khi tiến vào trong một ngôi nhà thì cả hai đã nhìn thấy đường hầm bên dưới. Có thứ gì đó đã đào các đường hầm chứ không phải do động đất. Biết có điều không ổn, Azondi yêu cầu Zonquai trở về báo cho làng của cô di tản. Còn anh sẽ đi xuống đường hầm để tìm hiểu. Lúc này Zonquai rất lo lắng cho Azondi nên muốn cản anh lại. Nhưng anh tiên đã nhảy xuống dưới. Đường hầm này rất lớn đủ cho một đội quân đi qua. Ngày hôm sau tại Ezeion, vương quốc của các thợ rèn tiên, Elzon đang trò chuyện cùng lãnh chúa Celebim về các vấn đề của vương quốc. Celebim nói thẳng là muốn Elzon giúp đỡ để xây dựng một tòa tháp chọc trời. Nó sẽ phải đủ lớn để chứa một lò rèn quyền năng nhất và có thể tạo ra ngọn lửa nóng nhất. Nhưng điều này cần một nguồn nhân lực khổng lồ mà nhà vua không thể cung cấp. Vì vậy Gigalad mới cử Elzon đến đây để hỗ trợ. Thế là Elzon nghĩ ra cách nhờ các nguồn nhân công bên ngoài. Ngày hôm sau Elzon và Celebim lên đường đến Khazad-dum, lãnh thổ của người Lùn. Bởi vì hoàng tử của người Lùn là Duzin, đó chính là bạn thân của Elzon. Nên anh đến đây để nhờ Duzin thuyết phục tộc người Lùn giúp xây dựng tòa tháp. Nhưng khi đến nơi thì Duzin đã từ chối gặp Elzon. Vì đã lỡ chém gió mạnh với Celebim sẽ có bạn thân ra tiếp đón. Thế nên Elzon đành phải yêu cầu nghi thức Sigintaga để được gặp Duzin. Lãnh chúa Celebim thì méo hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cánh cửa đá đã được mở. Elzon nói vị lãnh chúa nên về nhà trước còn anh sẽ giải quyết chuyện nhân công. Đám đình lính xếp hàng hộ tống Elzon rời đi. Không ngờ bên trong lòng núi lại là một không gian rất sáng sủa. Các thác nước chảy quanh những công trình hùng vĩ của tộc người Lùn. Cảnh tượng này hoàn toàn khác xa so với 20 năm trước Elzon đến đây. Vương quốc của người Lùn bây giờ không thua kém gì xứ sở tiên cả. Sau đó Elzon được đưa vào một căn phòng đang tổ chức tiệc tùng. Hoàng tử Duzin cũng thong dong bước vào trong. Elzon bắt chuyện với hoàng tử nhưng anh ta không quan tâm đến những lời Elzon nói. Duzin thông báo rằng Elzon đã yêu cầu nghi thức Khazad-dum thách thức sức chịu đựng với người Lùn. Nếu Elzon thua sẽ phải rời khỏi vương quốc của họ vĩnh viễn. Còn nếu thắng anh sẽ được ban một ân huệ. Nhưng mọi người ở đây đều không nghĩ Elzon có thể thắng được. Thế là cả hai bắt đầu cuộc thi đập đá. Duzin là chủ nhà nên ra tay trước. Hoàng tử chỉ vung diều một búa nhẹ nhàng hòn đá đã vỡ đôi. Còn Duzin không chịu thua kém đã đập nát hòn đá. Ở bên này Nozi đến chỗ người đàn ông trên trời rơi xuống để đưa đồ ăn, anh ta đang vẽ một thứ gì đó ở trên đá. Nozi tiến đến gọi người khổng lồ thì làm anh ta giật mình hét lên với cô, điều này làm bóng tối bao trùm, cây cối cũng nghiêng ngã về hướng Nozi. Nhưng vì nhận ra ánh mắt của cô nàng tí hon nên người đàn ông đã dừng lại. Nozi giao tiếp với anh ta nhưng người đàn ông này đã mất trí nhớ, anh ta chỉ biết làm theo những cử chỉ của Nozi. Cô nàng tí hon lấy ốc sên ra cho người khổng lồ ăn, nhưng anh ta không biết đây là thứ gì. Thấy Nozi ăn ngon miệng nên người đàn ông ăn thử một miếng, anh ta nhai luôn cả vỏ ốc sên. Ai ngờ nó ngon quá làm người đàn ông ăn ngấu nghiến những con ốc sên còn lại. Sau đó người đàn ông đến vẽ trên đất. Lúc này cha của Nozi là Lago đang dựng một chiếc lều để tổ chức lễ hội. Ông đang cố hết sức nâng chiếc trụ nhưng dường như dây thừng sắp đứt, còn người đàn ông đang điên cuồng vẽ các ký hiệu trên đất và gọi mana, nhưng Nozi không thể hiểu được.
Lúc này sợi dây thừng đã đứt làm Lago phải chật vật ôm lấy chiếc trụ. Người đàn ông vẽ trên đất gần xong thì cái cây đã gãy mất. Trùng hợp là chân của Lago cũng bị gãy theo, may mắn cây cột đã ngã ra chỗ khác. Người đàn ông khổng lồ dường như muốn Noji chỉ những ký hiệu mà ông đã vẽ, nhưng Noji không thể hiểu được nó. Lập tức Poppy đã chạy đến thông báo bố cô đã bị gãy chân. Bàn chân của Lago đã bầm đen nhưng ông chỉ nghĩ mình bị trật chân. Noji vô cùng buồn bã vì bố mình đã bị nặng. Ở bên này, Gradiel đang chênh vênh giữa biển khơi. Một nhóm người đang trôi giạt trên những thanh gỗ đã tìm thấy Gradiel và kéo cô lên bờ. Họ hỏi lý do tại sao Noji lại một mình dưới biển. Cô đơn giản đáp mình đã bị rơi khỏi tàu, còn những người nơi đây đã bị một con thủy quái tấn công. Đúng lúc này, một chiếc tàu từ xa tiến đến, nhưng đó chính là con thủy quái còn dính cánh buồm trên vây. Nó đã phát hiện ra con mồi. Thủy quái chỉ bơi xuống dưới thì sóng đã đánh sấp mặt những người trên con thuyền đổ nát. Chị gái da đen đổi thừa cho Gradiel đã mang xui rủi đến nên đã đẩy cô khỏi tàu. Ở dưới nước người đẹp nhìn thấy con thủy quái quay lại nên đã bơi đi. Anh chàng đẹp trai thấy Gradiel bơi đi thì lập tức tách ra khỏi con tàu. Quái vật nhanh chóng lao đến đớp những người còn lại và phá tan tất cả. Giờ đây chỉ còn chàng trai là thoát khỏi kiếp nạn. Anh ta đến kéo Gradiel lên chiếc bè của mình. Cả hai bắt đầu giới thiệu với nhau. Anh chàng này có tên là Hazan, còn bây giờ ở xứ sở người lùn thì Elzon và Duzin đang thi giải đập đá mở rộng. Cả hai đưa dìu xuống phát nào là phá tan viên đá lớn phát đó, nhưng Elzon đã bắt đầu kiệt sức. Còn Duzin vẫn sùng mãn như thường, Elzon vẫn kiên trì gượng dậy. Lần này anh lại đập cán dìu vào đá làm nó gãy đôi. Người lùn đưa cho Elzon một chiếc dìu khác để chiến đấu. Biết dù có cố gắng hơn thì cũng không thể nào đập đá lại thanh niên đập đá lâu năm. Elzon quyết định buông dìu đầu hàng. Các thanh niên chuyên đập đá bắt đầu hò reo ăn mừng. Còn Duzin đến yêu cầu Elzon rời khỏi vương quốc. Elzon muốn Duzin tiễn anh ra khỏi cổng. Trên đường đi, Elzon hỏi bí kíp xây dựng của vương quốc đã làm thay đổi nơi này. Hoàng tử nói đã qua 20 năm đương nhiên vương quốc sẽ thay đổi. Elzon hỏi lý do gì khiến Duzin giận mình. Hoàng tử đáp Elzon đã bỏ rơi người bạn thân trong 20 năm qua. Bạn cái méo gì mà đám cưới cũng không đến. Lúc hai đứa con của Duzin chào đời, Elzon cũng không có mặt. 20 năm có lẽ chỉ là cái chớp mắt với tộc tiên, nhưng đó là quãng đời dài của người lùn. Nghe đến đây, Elzon đã hiểu chuyện gì xảy ra và xin lỗi Duzin. Anh muốn gặp vợ con hoàng tử một lần trước khi trở về. Sau đó Duzin đưa Elzon về nhà. Cô vợ đi xa rất vui mừng khi thấy Elzon. Hai đứa con của Duzin thì ôm hai cái tượng khổng lồ để choàng nhau. Trẻ con ăn gì mà khỏe vãi linh hồn. Sau đó họ làm vài cốc bia cho mát bụng. Khi hai người đàn ông có hơi men trong người thì mọi chuyện bắt đầu được giải quyết. Thì ra Duzin cũng rất quý Elzon. Anh đã nuôi sống cây đại thụ Lindon từ hạt giống mà Elzon đã tặng. Còn Elzon cũng rất buồn khi đã không đến thăm anh bạn người lùn này sớm hơn. Duzin bảo Elzel hãy nói đề nghị của vua tiên. Hoàng tử sẽ xem xét rồi báo cáo cho vua người lùn. Ở ngoài biển, Gradiel đang lênh đênh cùng anh chàng Hazan. Sau một hồi nói đạo lý thì Hazan bảo rằng anh đã bị bọn Orzhe tàn phá quê hương nên phải trốn chạy. Gradiel hỏi quê hương của Hazan ở đâu nhưng thanh niên này chỉ nói nó ở phía nam và không muốn quay về đó. Lúc này một cơn bão cũng sắp đến với họ. Ở vùng đất loài người thì John Quay đã trở về làng. Cô cảnh báo những gì mình đã thấy được cho qua Gen để nhờ ông kêu gọi mọi người di tản. Dù đã nói đến khô lời nhưng ở đây chẳng ai tin những lời của John Quay. Họ nghĩ rằng tiên đã rời đi thì vùng đất này sẽ được yên bình. Còn Theo lúc này đang đun nước. Cậu bé tiếp tục nghe thấy tiếng lũ chuột lộng hành thì bắt đầu nổi điên. Theo đập nát tấm ván để tìm lũ chuột. Khi dõi mắt xuống để quan sát thì một con Orzhe ngóc đầu lên nhìn Theo. Dưới lòng đất, Azondi đang lần theo đường hầm. Anh phát hiện ra một móng vuốt của Orzhe. Đúng lúc này có một bàn tay ở dưới đất thò lên. Sau lưng Azondi một bóng đen khác cũng xuất hiện. Anh tiên lập tức bỏ theo hướng khác để thoát đi. Đàn chuột cũng vô cùng hoảng hốt bỏ chạy theo. Nhưng hang động bắt đầu hẹp dần. Azondi phải vô cùng chật vật mới vượt qua được. Anh bơi theo đàn chuột xuống nước. Một lát sau anh tiên leo lên bờ và rút con dao ra chuẩn bị chiến đấu. Nhưng phía sau có rất nhiều bàn tay đã tóm lấy Azondi. Bên này John quay chạy thật nhanh về nhà để đưa Theo rời đi. Nhưng khi vào trong cô thấy ngôi nhà đã bị đập phá cùng với một chiếc hố sâu trong nhà. Theo đang núp lập tức kêu người mẹ trốn nhanh lên. John quay liền bước vào tủ quần áo để trốn thì một con Orzhe đã xuất hiện. Nó đã thấy John quay nên đập nát cánh cửa để tấn công. Theo thấy mẹ mình bị nguy hiểm nên lao đến đâm con quái vật. Nó rất khỏe nên đã trả một đòn làm Theo sấp mặt. Con quái vật ném chiếc bàn vào cậu nhưng may mắn nó đã chật. John quay ném một lọ thuốc đánh lạc hướng con Orzhe để Theo bỏ chạy. Nó lao đến đập nát cầu thang nhưng may mắn Theo đã lên được phía trên. John quay dùng lưỡi cưa đâm xuyên người con quái vật. Theo cũng ném thỏng lọng xuống để xiết cổ nó. Nhưng quái vật rất trâu bò đã cào đứt dây thừng.
Khi nó sắp ra tay tấn công Theo thì John quay đã vác rìu đến tiễn nó lên bàn thờ. Guinevere vác đầu con Orc đến quán rượu, cô yêu cầu tất cả dân làng phải dọn dẹp để đến tháp canh của tiên vào sáng mai. Trên biển thì Gzaniel và Hazan đang đương đầu với bão táp. Anh chàng loài người đã kiệt sức sắp rơi khỏi thuyền, Gzaniel đưa tay kéo lấy Hazan, nhưng đã đen mà còn lắm lông. Lúc này một tia sét đánh trúng Gzaniel làm cô rơi xuống biển. Thấy người đẹp bị trúng tiếng sét không ái tình chút nào nên Hazan nhảy xuống biển để tìm cô. Lúc này Gzaniel đã bất tỉnh, may mắn Hazan bơi theo rất nhanh và dùng con dao của Gzaniel cắt dây thừng cho cô. Anh hùng đã thành công giải cứu cho mỹ nhân. Sau đó cả hai bơi về mái ấm nhỏ của mình. Đến tối, Nozi và Poppy đến chỗ người khổng lồ để nói lời từ biệt. Nozi xin lỗi vì ngôi làng của cô sẽ rời đi nên không thể tiếp tục chăm sóc cho ông. Người đàn ông bắt đầu quay lại nhìn chằm chằm vào chiếc lồng đèn đom đóm của Poppy khiến nó bị rung lắc dữ dội. Poppy đành phải ném nó xuống đất. Đàn đom đóm đã thoát ra tạo nên cảnh tượng rực rỡ sắc màu. Người đàn ông điều khiển những con đom đóm bay lên trời ghép thành hình một chòm sao. Nozi lập tức hiểu ý của người đàn ông là muốn cô giúp tìm ra chòm sao như vậy. Nhưng người đàn ông bắt đầu ngã xuống vì kiệt sức. Những con đom đóm mà anh ta điều khiển cũng bắt đầu chết theo. Poppy rất buồn vì đàn đom đóm mình nuôi đã nghèo. Còn Dujin lúc này đã nói yêu cầu của vua tiên cho cha mình là Dujin đệ tăng nghe. Nhưng ông bảo Dujin đệ tứ không hề sáng suốt khi dính dáng đến tiên. Nhà vua lo lắng sẽ làm lộ bí mật xây dựng của người lùn ra ngoài nếu giúp vua tiên xây dựng lâu đài. Sau đó ông cho người mở một chiếc dương ra, bên trong là một vật phát sáng, có thể đó chính là bí quyết giúp họ xây dựng thành phố. Bên này Theo đang dọn dẹp đồ để rời đi. Khi cậu cầm thanh kiếm gãy lên ngắm nghía thì máu từ vết thương bắt đầu chảy về nó. Thanh kiếm trở nên bốc cháy và dài ra cùng với một luồng ma thuật tràn vào. Nhưng John Quay đã gọi Theo ra khiến cậu phải dừng lại để rời đi. Cả làng lên đường tiến về tháp canh. Còn Gzaniel và Hazan lênh đênh giữa biển thì một con tàu đã tìm thấy họ. Azon đi sau khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang trong hang ổ của tụi Orc. Chúng cột xích vào chân rồi ném anh ra ngoài cùng với một cái cuốc. Anh bạn Matt họ tưởng đã trở về vương quốc ăn mừng thì cũng bị bọn Orc bắt lại đây. Sau lưng là tổng giám cùng các chiến binh ở tháp canh. Đúng là đời không như mơ. Giờ đây họ phải làm nô lệ cho đám quái vật. Bên này Gzaniel bắt đầu tỉnh dậy. Hazan cũng ở đó từ trước để ngắm nhìn người đẹp rõ hơn. Anh đưa điểm tâm đến cho Gzaniel. Người đẹp tranh thủ ăn sáng cho ấm bụng. Sau đó cả hai bước lên trên. Các thủy thủ trên tàu dường như không chào đón họ. Lúc này thuyền trưởng Ellen đi tiến đến bắt chuyện với Gzaniel. Trên người anh ta đang giữ con dao của cô. Ellen đi bảo rằng sẽ dẫn cả hai đi gặp cấp trên của mình. Rất nhanh họ đã tiến vào bến cảng. Nơi đây có ngọn hải đăng cao chọc trời cùng các bức tượng khổng lồ điêu khắc trên vách núi. Bên trong bến cảng là một thành phố vô cùng sầm uất. Gzaniel nhận ra đây là vùng đất của những vì sao nằm ở cực tây. Nó có tên gọi chính thức là quần đảo núi Menor. Ellen đi lập tức dẫn Gzaniel và Hazan đến hoàng cung diện kiến nữ hoàng. Thanh niên Hazan nhanh trí bảo Gzaniel quỳ xuống. Nhưng nữ hoàng yêu cầu họ đứng lên vì ở núi Menor không có ai quỳ cả. Khi hỏi về danh tính thì Gzaniel báo tên của mình. Cô chính là ái nữ của gia tộc Hoàng Kim Finafin, cũng là chỉ huy đội quân tộc tiên ở phương Bắc. Thanh niên Hazan tuy không ai hỏi nhưng cũng giới thiệu mình đến từ phía Nam. Pháp quan Pha-gia-zôn thắc mắc tại sao người và tiên lại đồng hành với nhau. Gzaniel đáp rằng đó chỉ là sự tình cờ. Cô cảm ơn thuyền trưởng Elendi đã cứu mình và muốn nữ hoàng cho mượn một con thuyền để đến trục địa. Vị pháp quan lập tức từ chối vì núi Menor đã hết hợp tác với tiên. Thấy vậy Gzaniel cười và nói tộc tiên đã ban tặng cho họ quần đảo này, nay cô chỉ xin hỗ trợ một con thuyền mà sao lại keo kiệt đến vậy. Nữ hoàng Miziel nhanh chóng phản bác rằng người dân ở núi Menor đã chiến đấu đổ máu vì tộc tiên để đổi lấy hòn đảo, nên không có ai nợ ai cả. Nhận thấy Miziel làm khó mình nên Gzaniel quyết định tự rời đi, nhưng nữ hoàng đã cử binh lính để ngăn cản cô lại. Vì là chiến binh nên Gzaniel nói thích là nhích, mặc dù cô chỉ có một mình. Thấy tình hình không ổn, Hazan lên tiếng giải hòa. Anh nói sẽ cùng Gzaniel ở lại đây để nữ hoàng suy nghĩ thêm về lời đề nghị của họ. Nữ hoàng yêu cầu Gzaniel phải ở lại đây trong 3 ngày để bà xem xét lời đề nghị của cô. Thật ra Miziel muốn tạm thời giam lòng nữ tiên để đợi một điều gì đó. Elendi bắt đầu hộ tống gặp đôi người và tiên đến phòng khách. Hazan đến ôm vị thuyền trưởng và cảm ơn vì đã cứu mình. Khi rời đi, Gzaniel rất bực với cái mồm lươn lẹo của Hazan. Cô muốn trở về trung địa sớm nhất để chiến đấu. Nhưng thanh niên Hazan nói anh chỉ muốn yên bình ở đây và khuyên người đẹp không nên trở lại địa ngục. Thấy thế Gzaniel hỏi tại sao Hazan lại nhảy xuống biển sâu cứu mình. Lúc này thanh niên lươn lẹo cũng cứng họng. Hazan nói đã mất mát quá nhiều nên muốn một khoảng thời gian yên bình. Đó cũng có thể là khoảng thời gian yên bình cho cô. Anh trả lại con dao mà mình vừa trộm lại được từ chỗ Elendi cho Gzaniel. Thì ra thanh niên lươn lẹo cũng tốt bụng phết. Còn pháp quan Pha-gia-zôn khuyên nữ hoàng nên nhanh chóng giải quyết việc này. Ông ta không muốn Miziel kéo vương quốc vào chiến tranh như cha của cô.
Nữ hoàng bắt đầu tra hỏi thân phận của Elendi. Farza Jon nói Elendi có dòng máu quý tộc và có một cậu con trai cũng đang thâm nhập hải binh. Anh ta tên là Isildur và đang thực tập trên tàu hoàng gia. Khi đang thực hành cột dây buồng thì anh bạn Imrahi đã tháo nhầm dây. Isildur nhanh chóng lao theo kéo bạn mình lại khỏi biển cả hung dữ. Khi trở về thì anh bạn Imrahi đã bị loại, còn Isildur thì bị người huấn luyện nhắc nhở vì thiếu tập trung trong suốt buổi luyện tập. Lúc này cô em gái Ezien cũng đưa ngựa đến đón Isildur. Thì ra ông bố Elendi đang bận gì đó nên nhờ cô con gái đi thay, còn ông bố thì đang bị nữ hoàng chất vấn. Elendi trong tiếng tiên có nghĩa là người bạn của tiên, và chính Elendi lại đưa một vị tiên trở về vương quốc. Nữ hoàng đe dọa Elendi rất có thể phạm tội phản quốc vì ở đây từ lâu đã không chào đón tiên nữa. Thấy vậy thuyền trưởng lập tức giải thích rằng biển cả đã đưa một vị tiên đang hấp hối đến trước ông, và ông chỉ làm điều đúng với lương tâm của mình chứ không hề có ý phản quốc. Sau một hồi suy nghĩ, nữ hoàng yêu cầu Elendi phải giám sát Galadriel trong thời gian ở đây. Còn ở vùng đất loài người thì Azon đi cùng các nô lệ đang đào đường hầm cho bọn Orc. Đây là cách bọn chúng ẩn nấp và tránh ánh nắng mặt trời trong hàng trăm năm qua. Đường hầm này có thể kéo dài đến hồ đen thậm chí xa hơn. Tổng giám cũng phát hiện đám Orc đang đào hầm đến khắp các ngôi làng để tìm kiếm thứ gì đó cho thủ lĩnh. Bọn chúng gọi tên thủ lĩnh là Ada một cách rất cung kính. Điều này chứng minh Morgoth đã có người kế vị. Ada cũng rất có thể là Sauron vì hắn có rất nhiều cái tên. Các chiến binh tiên lên kế hoạch sẽ trốn thoát khỏi đây khi mặt trời lên cao nhất. Cho dù chỉ một người về nhà thì họ phải báo tin này cho nhà vua. Lúc này đám Orc tiến ra yêu cầu các chiến binh tiên phải nhanh chóng chặt đi cái cây đang cản đường phía trước. Tổng giám lập tức phản đối và nói họ sẽ đào xung quanh nó, bởi vì cây cối là biểu tượng linh thiêng với tộc tiên và họ không bao giờ chặt cây. Thấy thế một tên Orc đã chém vào cổ Matt Hoff khi đang uống nước để làm gương những ai dám cãi lời. Thấy người đồng đội của mình ra đi, tổng giám tính chơi khô máu với bọn Orc, biết không phải đối thủ của đám quái vật nên Azon đi đã tiến lên chặt cây để tránh đổ máu. Tiện thể anh quan sát xung quanh để lên kế hoạch bỏ trốn. Ở núi Menor thì Galadriel cũng đang bỏ trốn. Người đẹp đã ngắm được một chiếc thuyền nhỏ và lên kế hoạch rời đi. Nhưng Elendi đã xuất hiện sau lưng cô. Ông khuyên Galadriel nên chọn thuyền lớn hơn để rời đi. Thấy Elendi cản đường nên Galadriel rút dao đe dọa thuyền trưởng. Ông nói nếu giết mình thì cô sẽ bị giam ở đây mãi mãi. Nghe Elendi nói được tiếng tiên làm Galadriel rất bất ngờ. Thuyền trưởng tiếp tục cho người đẹp biết ở đây có rất nhiều người ủng hộ tiên và ngôn ngữ tiên vẫn còn được giảng dạy ở đại sảnh tri thức. Thay thế, Galadriel nhờ Elendi đưa mình đến đó để tìm hiểu thông tin. Ở nhà thì Hazan đang đi xin việc ở lò rèn. Anh nói mình rèn rất giỏi và sẵn sàng làm mọi công việc ở đây. Tuy rằng có tố chất của người thành công nhưng bác thợ rèn đã từ chối vì Hazan không có huy hiệu thợ rèn. Sau khi xin việc nhiều nơi thất bại thì Hazan đi ăn tô mì hải sản rồi tính tiếp. Lúc này một thanh niên trong lò rèn tiến đến bàn sỉ nhục Hazan vì đã ăn ké mà còn tính cướp việc làm của họ. Hazan đã để ý chiếc huy hiệu thợ rèn và nói mình còn muốn thêm phụ nữ ở đây. Nghe vậy đám thợ rèn liền tiến đến để uy hiếp Hazan. Thanh niên lươn lẹo nhanh chóng đổi ý và mời cả đám uống bia để bày tỏ lòng biết ơn. Khi chè chén say sưa, Hazan tiện tay chôm luôn chiếc huy hiệu của gã thợ rèn rồi rời đi. Nhưng khi bước vào hẻm thì đám thợ rèn đã chặn đường Hazan. Thấy vậy thanh niên lươn lẹo đã trả lại chiếc huy hiệu với mong muốn giảng hòa, nhưng đám thợ rèn không buông tha cho Hazan. Thanh niên lươn lẹo xin bọn chúng đừng làm như vậy, một tên thợ rèn lập tức tát vào mặt Hazan. Còn tên bị chôm huy hiệu đấm cho Hazan sấp mặt. Cuối cùng đám thợ rèn đã chọc chó thành công. Hazan đứng lên và vỡ mồm từng tên một. Máu điên trong người thanh niên lươn lạo đã bộc phát. Sau vài đường quyền cơ bản thì đám thợ rèn đã gục ngã. Hazan tiếp tục bẻ gãy tay một tên, nhưng các lính canh đã phát hiện cuộc ẩu đả nên chạy đến bắt Hazan. Bên này Galadriel đang vẽ biểu tượng của Sauron rồi nhờ thủ thư tìm kiếm các thông tin có liên quan giúp cô. Người đẹp cũng phát hiện Elrond chính là người đã thành lập nơi này. Elendi rất bất ngờ khi Galadriel biết người sáng lập, nhưng cô nói mình thân với em trai anh ta là Elrond hơn. Elendi cho biết vị vua cuối cùng của vương quốc đang còn sống trong tòa tháp. Ông đã bị ép phải nhường ngôi nhưng vẫn tìm cách để giữ lại nơi này. Lúc này thủ thư cũng mang đến những tài liệu có liên quan đến biểu tượng của Sauron. Elendi chỉ cho Galadriel một bức thư của gián điệp khi thâm nhập vào ngục tối của Morgoth, trong đó có kèm theo một tấm da vẽ biểu tượng của Sauron. Gián điệp nói nó đánh dấu vị trí tòa tháp. Người đẹp lập tức đối chiếu biểu tượng trên bản đồ thì phát hiện nó chính là bản đồ các dãy núi ở phía nam. Điều này chứng tỏ Hazan vừa bị đám Orc đánh chiếm quê hương ở đây. Trên tấm da còn có các chữ hắc ngữ nên các học sĩ ở đây không thể hiểu được. Galadriel là tộc tiên nên đã đọc được ngôn ngữ này. Đây là một kế hoạch dự bị nếu Morgoth thất bại. Khi đó Sauron sẽ tiếp quản đội quân và xây dựng một vương quốc mới. Điều này có nghĩa là miền nam đang bị đám Orc chiếm đóng. Và khi Sauron trở lại thì toàn bộ trung địa sẽ tan nát. Còn ở Govanion thì tộc Harford đang làm lễ để chuẩn bị rời đi. Lago và cô vợ Gorzie thì đang buồn bã tâm sự. Gorzie tuyệt vọng vì Lago đã bị gãy chân, thế nên khả năng cao gia đình của cô sẽ bị bỏ lại trong lúc di cư.
Nhưng Lago luôn lạc quan và nói rằng bọn họ sẽ thành công di chuyển đến nơi. Lúc này Noji đang tra tìm các vì sao trên cuốn sổ của tộc trưởng Sadok. Khi đã tìm ra trang giấy có vẽ hình các vì sao giống như mô tả của người khổng lồ thì tộc trưởng đã trở về. Poppy bên ngoài hỏi thăm Sadok để tạo cơ hội cho Noji trốn đi. May mắn Noji đã kịp thời giấu đi những trang sách trước khi tộc trưởng mang cuốn sổ đi. Sau đó cả ngôi làng bắt đầu làm lễ tưởng nhớ những người đã bị bỏ lại trong cuộc di cư lần trước. Noji lập tức bỏ túi sách của mình trên bàn rồi đến dìu người cha tham gia lễ hội. Khi đọc đến tên của gia đình Poppy thì cô nàng đã rơi nước mắt, cả nhà Poppy đã bị chôn vùi trong trận lở núi. Chỉ có Poppy là may mắn thoát được. Lúc này người đàn ông khổng lồ đói bụng nên đến lục túi sách của Noji để tìm đồ ăn. Ông ta thấy những mẫu giấy của Noji thì đã đưa nó đến ngọn lửa để quan sát. Người đàn ông rất vui khi đã tìm thấy vị trí tròn sao của mình. Noji đang dự lễ tưởng nhớ thì thấy lửa cháy lớn bất bình thường. Không may ngọn lửa quá lớn làm cháy luôn trang sách. Vì đàn ông khổng lồ hốt hoảng dập lửa thì vấp ngã làm đổ luôn căn lều gần đó. Cả làng lập tức đến xem thử chuyện gì xảy ra thì người đàn ông đã đứng dậy. Tất cả dân làng đều hốt hoảng chạy đi ẩn nấp. Người đàn ông lúc này đã xé được căn lều ra và gọi tên Noji. Biết không thể chối được nên Noji đã lộ mặt. Cả làng bắt đầu chỉ trích cô nàng bé nhỏ. Noji nói rằng mình chỉ giúp một người từ trên trời rơi xuống. Cô không thể bỏ mặc ông ta ở đó để cho lũ sói ăn thịt. Thấy vậy bà Tám nói Noji đã phạm luật và phải bị bỏ lại. Nhưng tộc trưởng Sadok bảo rằng cô còn nhỏ nên phạt cả gia đình Burjani Ford phải di chuyển ở phía sau cùng. Điều này vô cùng nguy hiểm vì Lago đã bị thương ở chân. Sau đó mẹ Noji mắng cô té tát vì đã gây nguy hiểm cho gia đình. Cô nàng tí hon giờ đây chỉ biết rơi nước mắt. Người đàn ông mất trí nhớ cũng đã quan sát toàn bộ sự việc. Bên này, Gurdiel đến hỏi thăm Hazan về hành trình tìm kiếm bình yên của anh khi ở trong ngục. Thanh niên lươn lẹo nói mình đã bảo vệ danh dự của một phụ nữ nên mới vào đây. Gurdiel đưa cho Hazan một tờ giấy mà cô vừa lấy được ở đại sảnh tri thức, trong đó có vẽ hình chiếc huy hiệu mà Hazan đang đeo. Thanh niên lươn lẹo nói rằng mình chỉ vô tình nhặt được nó trong một xác chết. Gurdiel bảo rằng ngày xưa đã có người đeo chiếc huy hiệu đó triệu tập các bộ lạc chiến đấu trong trận đại chiến. Ngày nay Hazan có thể dùng nó để triệu tập lại các bộ lạc chống trả những kẻ đang định chiếm đất của họ. Nhưng vì tổ tiên của Hazan đã từng chiến đấu cùng Morgoth và đã bại trận, nên giờ đây anh vẫn còn lời thề máu của tổ tiên đối với chúa quỷ. Gurdiel phản bác rằng tổ tiên của cô và Hazan đã không gặp nhau nên mới bị Morgoth lợi dụng. Bây giờ người đẹp muốn Hazan chiến đấu cùng cô đẩy lùi sau Jon để chuộc lại lỗi lầm của tổ tiên. Lúc này nữ hoàng Miziel cũng đang đến tòa tháp của nhà vua. Cô báo tin với người cha rằng giây phút mà họ lo sợ đã đến, một vị tiên đã tới vương quốc. Ngày hôm sau tộc Harford bắt đầu di cư đến nơi khác, Poppy đành phải bỏ xe lại để đến phụ giúp cho người bạn của mình. Ông bố của Noji đã kiệt sức vì bị thương nặng ở chân, lúc này người đàn ông mất trí nhớ cũng xuất hiện để giúp cả nhà Noji đẩy xe, thế là họ có thể bắt kịp cả làng nhiều người khổng lồ. Bên này các chiến binh tiến tiếp tục đào hầm như mọi khi. Lúc mặt trời lên cao họ bắt đầu tấn công lũ OZC, họ xếp lại vòng tròn để hợp sức chặt đứt xích. Rất nhanh một anh tiên đã được giải thoát, nhưng vừa chạy lên trên đã bị phóng lợn xuyên vào người. Đám OZC nhanh chóng kéo xích sát lại. Azon Divac dìu nhảy lên phá hủy mái che khiến đám quái vật bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời. Biệt đội tiên tiếp tục chặt xích sắt để rời đi. Đám OZC cho thả một con sói để tấn công cả đám. Nó lập tức lao đến cắn chết hai chiến binh. Azon đi dùng mình làm mồi nhiều để dụ con sói lao vào gốc cây. Sau đó anh dùng dây xích trói nó lại. Bọn OZC lao đến tấn công thì bị Azon đi cản lại. Lúc này tổng giám Hano đã chặt đứt dây xích rồi chạy đi. Anh tiên nhảy lên trên yểm trợ thì thấy tổng giám đã bị tên bắn xuyên người. Azon đi thì cũng sắp xác định với đám quái vật. May mắn tên trùm Ara đã xuất hiện cản đám OZC hành quyết Azon đi. Mở đầu phim, nữ hoàng Miziel đang làm lễ chúc phúc cho những đứa trẻ vừa được sinh ra. Đây là một truyền thống ở Numenor để cầu mong sự may mắn. Đúng lúc này có một cơn địa chấn làm cung điện rung chuyển. Khi một chiếc lá từ cây bạch thụ rơi đều báo hiệu cho một người Numenor ngã xuống. Giờ đây lá của cây bạch thụ đã phủ trắng màu mưa, nó báo hiệu rằng đại hồng thủy đang lao đến như bão táp cuốn trôi tất cả. Nữ hoàng cũng không thể thoát khỏi số phận, lúc này Miziel đã tỉnh dậy, may mắn đó chỉ là một giấc mơ. Ở bên dưới bến cảng thì anh thợ rèn vừa bị Hazan đấm vỡ mồm đang kích động dân chúng, anh ta đổ lỗi cho Gladiel đến đây mang theo xui rủi. Con trai của pháp quan là Kemen lập tức đến thông báo tình hình cho ông, Farazon nhanh chóng đến chỗ những người dân đang kích động để trấn an họ. Những người dân ở Numenor đều chảy dòng máu Aedan, đồng thời là hậu duệ của vị vua đầu tiên Elzot, người đã đánh bại Morgoth. Nhưng không ngờ con cháu của ông lại sợ hãi và la hét khi có một vị nữ tiên đến vương quốc. Nhờ có tài ăn nói của mình mà Pha-gia-zôn đã trấn an được người dân. Kemen tranh thủ cơ hội ông bố của mình đang chém gió đến làm quen với Ezien. Cô vừa được nhận vào học viện hoàng gia thì đã được anh lớp trên để ý. Một lát sau Miziel triệu kiến Gurdiel, nữ hoàng tỏ ra rất thất vọng khi Hazan đã đánh bị thương bốn người ở đây.
Giờ Daniel nói rằng Hazan chỉ tự vệ. Không có lý do gì mà một thằng trận đánh 6 thằng được. Cô cũng tiết lộ thân phận của Hazan cho Miziel. Gerzaniel muốn nữ hoàng nối lại liên minh giữa Númenor với Thục Tiên để đưa quân đến phía nam giúp đỡ những người dân của Hazan và đồng thời tiêu diệt Sauron trước khi hắn lớn mạnh. Ý tưởng của Gerzaniel rất hay nhưng Miziel rất tiếc, nữ hoàng nói méo rồi rời đi. Thế Gerzaniel yêu cầu gặp đức vua thật sự là cha của Miziel để nói chuyện, cả hai bắt đầu cãi nhau nảy lửa. Vì bị nhắc đến phụ huynh nên Miziel cho lính nhốt Gerzaniel vào ngục. Thanh niên Hazan đã cười không nhặt được mồm khi thấy Gerzaniel cũng vào đây với mình. Lúc này Isildur cũng đang làm bài thi cuối cùng để vào hải binh. Anh nhìn về vùng đất phía tây với mong muốn tìm kiếm sự thật về cái chết của mẹ mình. Isildur quyết định thả dây thừng để bị đánh trượt, nhưng giám khảo đã quan sát toàn bộ hành động của anh và biết rằng đó là cố ý. Thế là giám khảo cho đối cổ luôn cả nhóm Isildur. Sau đó anh bạn Valandi đã chửi rủa sắc mặt Isildur, làm hải binh là ước mơ từ nhỏ của Valandi thì lại bị đồng đội phá đám. Isildur tưởng rằng giám khảo chỉ đuổi mình nhưng không ngờ sự việc thành ra thế này, lúc này anh có 100 cái mồm cũng không thể nói được. Isildur chỉ biết xin lỗi người bạn thân rồi rời đi, còn ở vùng đất loài người thì Azondi đang bị đám quái vật xem như dê sắp làm thịt. Một người đàn ông tiến đến khiến đám Orzhel dê quỳ hai bên cung kính, chúng gọi ông ta là cha Ada. Đám Orzhel dê bắt đầu rút đi để Ada nói chuyện với Azondi. Ông ta cũng có đôi tai giống tộc tiên và nói mình từng đến Valinor một lần. Azondi hỏi Ada tại sao bọn Orzhel lại gọi ông là cha. Ada chỉ nói mình sẽ trở thành một vị thần để xây dựng lại thế giới. Ông ta muốn Azondi trở về tháp tiên truyền lời cho những người ở đó. Còn ở tháp tiên thì tất cả người dân đã tập trung về đây. Bjorn quay đến chỗ Quazen để lấy thức ăn nhưng ông ta chỉ đưa một ít và nói sẽ không chia sẻ thêm cho người khác. Thấy vậy Bjorn quay cho thành lập đội đi săn để tạm thời giải quyết vấn đề lương thực. Theo nghĩ ra cách sẽ về ngôi làng vài buổi trưa để lấy thêm gạo, khi đó đám Orzhel sẽ không thể ra ngoài. Nghe vậy Bjorn quay lập tức ngăn cản Theo lại vì không muốn cậu gặp nguy hiểm. Nhưng Theo vẫn lẻn trốn về làng lấy lương thực cùng Rowan, cả hai nhanh chóng đến nhà kho lấy một xe gạo rồi rời đi. Theo khi đi ngang qua quán rượu quyết định vào trong để tìm kiếm thêm, khi đang hút gạo dưới đất thì cánh cửa đóng lại, lúc này mây đen đang bay đến che đè nắng mặt trời. Rowan thấy không ổn liền đẩy xe gạo chạy đi, đúng là một người đồng đội tốt, còn Theo vẫn không hay biết gì. Bỗng nhiên một con Orzhel từ phía sau chém vào người Theo. Theo lập tức rút thanh kiếm của Sauron ra để cản lại đòn tấn công tiếp theo. Khi thấy thanh kiếm tên Orzhel vô cùng bất ngờ, Theo đâm thanh kiếm vào tay để hút máu mình. Thanh kiếm bắt đầu dài ra, Theo thành công chém trúng tay tên Orzhel rồi bỏ chạy. Tên Orzhel lập tức đuổi theo nhưng đã mất dấu Theo. Đám Orzhel khác cũng bước ra khỏi nhà để tìm kiếm. Còn Theo thì đã nhảy xuống giếng để ẩn núp. Lúc này ở Ezegion thì người Lùn đã hợp tác xây dựng tòa tháp với tộc tiên. Celebin tỏ ra rất hài lòng với tiến độ xây dựng, nhưng ông không an tâm vì có vẻ tộc người Lùn đang giấu giếm thứ gì đó. Elrond lập tức đến vương quốc người Lùn để tìm Durin, nhưng Disa nói chồng mình đã đi đào mỏ 2 ngày nữa mới về. Nhận thấy Disa đang nói dối vì rìu của Durin vẫn còn ở nhà, Elrond nói sẽ quay lại sau rồi rời đi. Một lát sau Disa gặp Durin để kể với Elrond. Chàng tiên cũng đang quan sát từ xa và biết được Durin đang nhắc đến một hầm mỏ cũ dưới núi Mizome. Elrond nhanh chóng đến hầm mỏ cũ để tìm hiểu. Anh phát hiện ra các dấu chân dưới bức tường đá. Sau một hồi mỏ mẫm, Elrond đã làm nó mở ra. Bên trong là một hầm mỏ vừa mới được đào. Elrond bắt đầu kiểm tra xung quanh, nhưng Durin đã nghe tiếng mở cửa và tiến ra. Hoàng tử lập tức chửi sấp mặt Elrond vì cho rằng vua tiên Gil-galad cử anh đến đây để do thám người Lùn. Elrond thì méo hiểu Durin đang nói gì, anh chỉ đến để kiểm tra người bạn của mình. Thấy Elrond cũng đáng tin nên Durin bắt anh thề sẽ không tiết lộ bí mật nơi này. Elrond không suy nghĩ gì mà lập tức thề ngay, và lời thề là một thứ rất linh thiêng với tộc tiên. Nếu phản bội lời thề sẽ có chuyện không may xảy ra với họ. Sau đó Durin dẫn Elrond đến chiếc hộp lần trước mà cha anh đã xem. Hoàng tử lấy ra một mảnh kim loại phát sáng cho Elrond xem. Chính Disa đã phát hiện nó trong một lần đào vàng. Kim loại này rất nhẹ và cứng hơn sắt đá. Nó sẽ là tương lai của tộc người Lùn. Durin tặng mảnh kim loại cho Elrond. Sở dĩ anh giữ bí mật vì khai thác nó rất nguy hiểm, nhà vua đã ra lệnh không được tiết lộ nó cho người dân. Đúng lúc này hầm mỏ khai thác sập xuống, Durin lập tức chạy vào vì vẫn còn 4 người Lùn trong đó. Ở diễn biến khác, Ezien đang vẽ cổng của một ngôi nhà, cô đang theo học nghề kiến trúc trong học viện hoàng gia. Thanh niên Kemen tranh thủ cơ hội đến mời người đẹp đi ăn tối. Còn Gerzaniel và Hazan thì đang nói chuyện đạo lý trong tù. Thanh niên trẩu nói rằng Gerzaniel không có kỹ năng đàm phán, cô đã khiến Miriel tức giận và bị tống vào đây. Gerzaniel lập tức đáp lời, giỏi lắm con trai, thế thì con trai vào đây làm cái vẹo gì? Đúng lúc này Pharazôn cùng các binh lính tiến vào thả Gerzaniel, pháp quan thông báo rằng nữ hoàng sẽ cho tàu hộ tống Gerzaniel về xứ sở tiên. Khi vừa được thả ra thì người đẹp đã đánh đám lính canh sấp mặt và kéo họ vào nhà giam.
Haza khuyên Fajazon không nên động thủ vì Gradiel là chỉ huy quân đội của tộc tiên. Ở bên này, Ezien đã ăn tối với Kemen xong, cô bắt gặp anh trai mình cũng đang uống bia tại đây. Isildur kể cho cô em gái biết mọi chuyện. Dường như anh không còn muốn đến phía Tây nữa vì cảm thấy mình không xứng đáng khi đã hủy hoại sự nghiệp hai người bạn. Một lát sau, Gradiel đã trèo lên tháp vua. Khi bước vào bên trong, cô phát hiện Miriel đã đợi sẵn. Lúc này, Miriel vô cùng phẫn nộ vì Gradiel đã làm phiền người cha già của mình. Đức Hoàng dẫn Gradiel đến tầng trên cùng và cho cô biết rằng Numenor đã xảy ra một cuộc bạo loạn. Cha của cô đã ủng hộ tộc tiên vì tin rằng các vị thần sẽ trừng phạt Numenor khi họ phản bội lời thề. Nhưng người dân không muốn chiến đấu với Sauron nữa nên đã nổi loạn. Kết quả là rất nhiều người phải ngã xuống. Vì vậy nhà vua quyết định đưa Miriel lên trị vì để xoa dịu người dân. Ngày đầu tiên Miriel làm nữ hoàng thì nhà vua đã đưa cô đến trước viên đá thấu thị. Miriel muốn Gradiel chạm vào đó như cô đã làm. Nàng tiên cũng nhìn thấy cảnh tượng Numenor bị hủy diệt. Miriel nghĩ Gradiel sẽ gây ra thảm họa này nên yêu cầu nàng tiên phải rời đi vào ngày mai. Còn ở tháp tiên thì đội săn bắn chỉ bắt được hai con ngỗng. Tất cả thú rừng đã bỏ chạy vì lũ Orzhel. Lúc này Rowan đã trở về với xe lương thực. Thanh niên lươn lẹo nói với Bjorn quay rằng Theo đã đi lạc. Còn Theo thì vẫn đang bị đám Orzhel truy tìm. Cậu quyết định trèo lên khỏi giếng để lần trốn. Theo đã bị thương một chân làm cậu ngã xuống. May mắn việc này khiến con quái vật không phát hiện ra. Theo không quên ôm theo một bao gạo về cho mẹ mình. Nhưng tên quái vật lúc sáng đã nếm mùi máu của Theo nên nhanh chóng đánh hơi ra cậu. Lúc nó định ra tay kết liễu Theo thì bị một thanh gươm đâm xuyên ngực. Đó chính là Azon đi đang quay trở lại tháp canh để báo tin. Hai chú cháu lập tức chạy vào rừng. Sau lưng là 500 anh em Orzhel đang vác phóng lợn đuổi theo. Thấy tên bay đến, ông chú liền đẩy Theo ngã xuống. Azon đi nhanh chóng chụp mũi tên tiếp theo đang lao đến Theo rồi bắn trả 8 Orzhel. Azon đi bắn yểm trợ để Theo chạy đi. Theo không ngờ ông chú tiên bị cậu ghét lại liều mình cứu mạng cậu. Đúng lúc này Bjorn quay cũng đến nơi diều Theo chạy. Azon đi liên tục bắn yểm trợ. Đám Orzhel đang tràn đến như quân Mông Nguyên vẫn hung hãn tiến lên. Khi chạy ra khỏi khu rừng thì Theo đã cục ngã. Không thể bỏ lại con trai của người mình yêu nên Azon đi đã cầm kiếm lên từ chiến. Bjorn quay cũng vác dao cắt cỏ sống chết cùng người yêu. May mắn khi sắp trời khô máu thì những tia nắng mặt trời đã cản bước chân đám Orzhel. Nếu bước ra trước ánh sáng mặt trời, chúng sẽ trở thành món quái vật nướng. Thế là cả ba thành công thoát đi. Ở vương quốc người lùn thì Lisa đang làm lễ cầu xin thần núi tha cho những công nhân mắc kẹt. Tiếng hát của cô mạnh đến nỗi tạo ra một cơn địa chấn nhỏ xung quanh. Sau đó Lisa gửi lời xin lỗi đến Elrond vì đã nói dối anh trước đó. Nếu không có Elrond xuống hầm mỏ thì có lẽ Durin cũng đã bị kẹt lại. Lúc này Durin đã trở về thông báo bốn thợ mỏ đã được giải cứu. Nhưng Durin vô cùng bực tức vì bố của anh đã ra lệnh đóng lại khu mỏ. Hoàng tử rất nóng giận và nói những lời mất kiểm soát về người cha của mình. Thấy thế, Elrond khuyên Durin nên bình tĩnh. Cha của Elrond giờ đây đã về nơi vĩnh hằng. Điều Elrond ước bây giờ là được nghe tiếng của cha dù là những lời trách mắng. Durin lập tức đến xin lỗi người cha của mình và mong ông tha thứ. Nhà vua tiến đến chỗ Durin để dành tặng những lời khuyên bổ ích với con tim nặng trĩu. Giờ đây Durin đã có thêm phần nào sự thông thái của người cha. Anh nói với Durin đệ tam rằng Elrond đã mời mình đến Lindon vào ngày mai. Durin không nghi ngờ gì về người bạn Elrond. Nhưng anh luôn đặt câu hỏi về mục đích thật sự của vua Gigalad khi cử Elrond đến đây. Nhà vua cũng đã nghi ngờ từ lâu nên khuyên Durin nên đến Lindon để tìm hiểu mục đích thật sự của Gigalad. Ở tháp tiên thì Bjorn quay đang tỉnh tứ cùng chàng tiên. Azon đi nói với nàng thơ về tin nhắn của Ada. Hắn nói nếu người dân ở đây trao trả lại đất đai và thề trung thành sẽ được sống. Còn nếu không, hắn sẽ càng quét nơi này. Bên dưới, Quazen ném cho Theo một chai rượu mừng cậu trở về. Quazen đã biết Theo lấy chu kiếm từ căn hầm của mình. Ông ta cho cậu xem các vết sẹo khi ông ta sử dụng thanh kiếm. Khi thấy Theo cũng có vết sẹo giống mình, Quazen nói rằng thanh kiếm sẽ trao sức mạnh cho kẻ phụng sự. Ông ta nhắc đến cái tên Sauron khiến Theo vô cùng hốt hoảng. Quazen dặn dò Theo phải dưỡng sức. Khi sao băng trên trời rơi xuống có nghĩa là thời khắc đã gần đến. Theo nghe xong vẫn không rõ Quazen ám chỉ điều gì. Có lẽ hắn ta là đầy tớ trung thành của Sauron. Lúc này đám Orzhel cũng về hang báo cho Ada biết thanh kiếm đang ở tháp tiên. Còn Gradiel đang được Miriel tiễn biệt theo nghi thức hoàng gia. Nữ hoàng mong Gradiel đừng bao giờ quay lại. Elendi cũng hộ tống Gradiel xuống thuyền trong ánh mắt tiếc nuối. Nghi đài bây giờ cũng không còn vương vấn gì với Numenor khi đã khuyên can hết lời. Khi thấy nữ tiên rời đi, Fazazon tỏ ra rất vui mừng và khuyên Miriel nhanh chóng lên triều để công bố tin vui với người dân. Nhưng vừa đi được vài bước thì lá của cây bạch thụ đã phủ trắng màu mưa như trong điểm báo. Tất cả người dân ở Numenor đều biết rằng khi lá cây bạch thụ rơi là báo hiệu cho điểm gờ. Họ tin rằng các vị thần ở Valar vẫn luôn giám sát mọi người. Đứa hoàng đặt câu hỏi với người dân rằng có nên chiến đấu với cái ác giống như cha ông của mình, hay chỉ là một kẻ sợ hãi, phải ẩn núp ở đây và thấp thỏm đợi chờ cái ác lan tràn đến.
Cô không bắt người dân phải chiến đấu với những thứ mà chính bản thân của mình còn sợ hãi, nhưng là nữ hoàng của vương quốc nên cô có trách nhiệm phải chiến đấu với cái ác để bảo vệ Numenor khỏi phán xét của các vị thần. Đích thân nữ hoàng sẽ đến trung địa cùng Galadriel để tiêu diệt cái ác và bảo vệ người dân ở đó. 10 ngày nữa tàu sẽ khởi hành, Elendil bắt đầu chiêu mộ những người dân sẵn sàng chiến đấu bên cạnh nữ hoàng. Valandi lập tức xung phong, anh bạn Thondi cũng đăng ký. Isildur cũng quyết theo hai người bạn sống mái một phen, dù rất sợ hãi chiến tranh nhưng trước giờ phút định mệnh tất cả người dân ở Numenor đều quyết định chiến đấu. Ở bên này, Nozi đang dạy cho Ozen nói tiếng Việt và phổ cập kiến thức sinh tồn. Người đàn ông khổng lồ này dường như đã đi khỏi trái đất quá lâu nên đã quên hết mọi thứ về nó. Sau đó Ozen tiếp tục phụ giúp gia đình Nozi đẩy xe đến nơi định cư mới. Họ đã băng qua vùng đồng cỏ Underlip rồi đến đầm lầy xám, tiếp đó vượt qua eo cá hồi rồi đến hồ Vrai. Trong hành trình này Ozen đã cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình Nozi. Nhưng sâu trong ông vẫn khao khát tìm lại những ký ức và sứ mạng của mình khi đến trung địa. Ngày hôm sau tại Rovandion, một nhóm nữ tu đã xuất hiện tại nơi Ozen rơi xuống. Họ sử dụng một chiếc kính đặc biệt cùng năng lực của một cô gái để xem lại khoảnh khắc Ozen xuất hiện. Cô ta còn có thêm khả năng dịch chuyển tức thời. Ở vùng đất phía nam, Ada đang tranh thủ tắm nắng cho đẹp da. Hắn ta không hề bị ánh sáng mặt trời đốt cháy như đám OGC. Ada bắt đầu ra lệnh cho tên đàn em triệu tập quân đoàn đến tấn công Tháp Tiên. Còn ở Tháp Tiên thì Bjorn quay đang kêu gọi người dân đứng lên chiến đấu với đám quái vật để bảo vệ lãnh thổ. Tổ tiên của bọn họ đã từng chọn khuất phục trước Morgoth, nhưng Bjorn quay cố gắng động viên mọi người sửa chữa lại sai lầm đó, và đã có rất nhiều người đã đồng ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lúc này Qazen đứng lên khuyên mọi người nên khuất phục trước đám quái vật để tồn tại như tổ tiên của mình. Hắn ta cho rằng đó là sự giải thoát. Thấy thế Azon đi khuyên Qazen bớt chơi ngu lại, vì anh biết điều đợi chờ cho những người đầu hàng là gì. Nhưng Qazen còn quá trẻ người non dạ so với ông nội Azon đi nên vẫn kêu gọi mọi người rời đi. Thế là một nửa người dân đã bỏ Tháp Tiên đến khuất phục Ada, trong đó có trẻ trâu Zoquan. Trước khi đi Qazen cũng không quên gọi Theo nhập bọn nhưng cậu đã từ chối. Ở bên kia bầu trời thì Numenor cũng đã chuẩn bị xong chiến thuyền cùng quân đội để đến trung địa. Isildur chạy đến gặp ông bố Elendil để nói chuyện đạo lý. Anh đã đăng ký đến trung địa chiến đấu giống như hai thằng bạn trí cốt, nhưng tại sao hai thằng cốt đột lại được nhận còn mình thì không? Ông bố nói Isildur nên đến phía tây núi Menor như anh đã chọn lúc trước, có lẽ vì ông không muốn Isildur nghẹo sớm nếu đến trung địa. Còn một bộ phận người dân núi Menor cũng đang phản đối quyết định tham chiến của nữ hoàng. Rất nhiều người biểu tình đã đợi ở cung điện để phản đối và chửi rủa Pharazôn, trong đó có Ezien không muốn bố mình phải liều mạng ở chiến trường. Thấy Pharazôn không phản hồi gì nên Ezien đến gặp anh trai mưa Kemen để nhờ anh nói chuyện với Pharazôn. Kemen cũng phản đối quyết định tham chiến nên đồng ý giúp cờ rớt của mình. Ở lò rèn thì thanh niên Hazan đang thi vào đội thợ rèn, dường như Hazan không hề muốn quay lại trung địa chút nào. Một lát sau anh đã rèn xong một thanh kiếm sắc bén cho ông chú kiểm tra. Lúc này binh lính cũng đến gọi Hazan vào cung. Thanh niên trầu đã chỉ hướng đi của đám OGC cho nữ hoàng. Anh phán đoán chúng sẽ tiến đến chiếm Tháp Tiên. Pharazôn lập tức thông báo cho hải binh tin tức này. Miriel cảm ơn Hazan và yêu cầu anh sẽ chỉ huy quân tiên phong khi đến chiến trường. Gian trầu vô cùng bất ngờ với câu nói này của nữ hoàng vì anh không hề nói là mình sẽ quay lại trung địa. Thay thế Gradiel lập tức nói rằng gian trầu sẽ thực hiện bổn phận của mình khi thời khắc định mệnh đến. Lúc này nhà vua cũng cho gọi Miriel đến tòa tháp. Khi nữ hoàng rời đi, gian trầu đã nói Gradiel lợi dụng mình để núi Menor đưa quân đến trung địa. Người đẹp đáp rằng Hazan đã phản bội niềm tin của cô chỉ để được bình yên ở đây. Cô đã phải nỗ lực rất nhiều mới khiến Miriel đồng ý đến trung địa giúp đỡ dân của Hazan và đặt lại chiếc vương miệng lên đầu anh. Nghe vậy gian trầu tức giận vì Gradiel đã không hỏi ý kiến mình trước khi hành động. Anh bức huy hiệu nhà vua đưa cho Gradiel bảo cô nên tìm một nhà vua khác, còn tộc người Hafod đã đi đến rừng bờ dài. Mọi người bắt đầu đi tìm kiếm thức ăn để tiếp tục lên đường, nhưng không hiểu vì sao thức ăn trong rừng rất ít so với mọi năm. Lúc này Nozi cùng Bobby đã phát hiện ra dấu chân của bọn sói. Cả hai đến gọi bà Tám trong xóm quay trở về, nhưng bọn sói đã phát hiện ra ba người và đuổi theo. Cả ba bắt đầu chạy thục mạng, sau lưng là ba con sói hung dữ. Họ trèo lên một cái cây để ẩn núp. Nozi bẻ một cành cây để chiến đấu với ba con sói nhưng nó lao đến quá nhanh. Đúng lúc ngàn cân treo sợi lông nách thì Ozen đã xuất hiện túm lấy con sói ném đi. Biết Ozen quá mạnh nên ba con sói lập tức bao vây cắn hội đồng ông. Trong lúc nguy hiểm, Ozen đã đọc thần chú rồi đập tay xuống đất làm ba con sói bay đi. Thấy Ozen quá mạnh nên chúng nhanh chóng cục đuôi bỏ chạy. Tuy nhiên sau cú đập tay này thì bàn tay của Ozen đã đổi màu như sắc hoại tử. Còn ở núi Menor thì anh Zaden Valandi đang tập luyện cùng Ontamo. Thấy hai thanh niên này chiến đấu như mèo cáo nên Gradiel tiến lên chia sẻ kinh nghiệm với họ. Elendil ra lệnh cho 5 người tiến lên chiến đấu cùng Gradiel. Ai chạm được vào người tiên nữ sẽ được thăng cấp lên trung úy. Valandi tưởng dễ ăn nên bước lên thử trước. Anh Zaden chém vào người tiên nữ nhiều lần nhưng cô dễ dàng tránh né được. Thấy vậy mọi người bắt đầu cười cợt anh Zaden. Cảm thấy bị mất mặt nên Valandi tiếp tục lao đến chém tiên nữ. Nhưng Gradiel đã nhẹ nhàng né tránh và dồn anh Zaden đến cửa tử.
Thấy bạn mình bị ăn hành ngập mồm nên Onta Mo tiến lên giúp bạn một tay. Cả hai chém tới tấp vào Gradiel nhưng cô dễ dàng tránh né rồi chĩa kiếm vào cổ hai người. Biết Gradiel lợi hại nên ba người còn lại cũng gia nhập cuộc chiến. Tiên nữ với thân pháp nhanh nhẹn, hai tay hai kiếm tiếp tục bón hành cho cả đám. Isildu nghe tin tiên nữ đấu kiếm cũng chạy ra hóng hớt. Sau một hồi giao tranh, năm tân binh đã bị Gradiel đánh cho bùn rùn chân tay. Anh da đen tranh thủ cơ hội đánh lén Gradiel nhưng cô đã đỡ được rồi tước kiếm của anh. Tuy nhiên anh da đen đã làm rách áo Gradiel và được thăng lên trung úy. Gian Trầu thấy ngỡ tay nên cũng ra múa vài đường kiếm. Thấy Gian Trầu rất thành thục kiếm pháp nên Gradiel đã đến cả khịa thanh nên không làm mà đòi có ăn. Con kè men thì đang thuyết phục Pharazôn khuyên nữ hoàng không nên tham chiến. Nhưng Pharazôn đã chửi sắp bạc đứa con tuổi trẻ chưa trải sự đời này. Thì ra Pharazôn muốn tham chiến vì nghĩ rằng sẽ dễ dàng chiến thắng đám ORC. Khi đó Hazan sẽ nợ Numenor một ơn huệ và Numenor có thể khai thác thêm tài nguyên khoáng sản ở đó. Nói đến đây thật sự không biết là cha hay con chưa trải sự đời. Lúc này Miviel cũng đang nói chuyện với cha cô. Nhà vua vẫn lẫm cẫm và muốn đưa quân đến trung địa để tiếp tục chiến đấu như lúc trẻ. Nhưng khi nghe Miviel sẽ đến trung địa thực hiện nguyện vọng của ông thì nhà vua đã tỉnh táo trở lại. Bây giờ ông lại khuyên cô con gái không nên đến đó, vì điều đợi chờ cô ở đó vô cùng khủng khiếp. Còn ở rừng bờ dài thì Nozi đang mang sáp ong đến đáp cho Ozen. Cô báo cho Ozen biết dân làng đã hết sức khen ngợi ông. Khi đến nơi, Nozi thấy Ozen đang bỏ tay xuống nước và cầm chú. Mặt nước bắt đầu đóng băng rồi lan lên tay Ozen. Thấy ông chú trí cốt bị đóng băng, Nozi đã kéo ông ra nhưng lại bị vạ lây. Nó khiến cho cô nàng tí hon vô cùng đau đớn. Một lát sau, Ozen bắt đầu đọc mạnh câu thần chú khiến băng tuyết nổ tung và Nozi cũng bay ra. Bây giờ Ozen đã lấy lại tỉnh táo. Ông tiến đến kiểm tra Nozi. Nhưng cô nàng tí hon lúc này vô cùng hoảng sợ và bỏ chạy. Bàn tay của Ozen cũng trở lại như bình thường. Còn tại Lindon thì Duzin đang ăn tối cùng vua Gigalad. Sau khi trẻ chén no nên nhà vua đã hỏi bí quyết phát triển của tộc người lùn gần đây. Vì ông biết họ đang đào mạnh các hầm mỏ để khai thác một thứ kim loại phát sáng và mở rộng thành phố. Thấy mình bị Gigalad do thám, Duzin bắt đầu nóng trong người và tính bật lại ông. Elrond thấy tình huống căng thẳng liền giảng hòa cả hai. Sau buổi tiệc, Gigalad yêu cầu gặp riêng Elrond. Nhà vua kể lại bài về núi sương mù mà ai cũng biết cho Elrond nghe. Đó là cuộc chiến vì một cái cây trên núi sương mù có chứa bảo vật cuối cùng là viên đá phát sáng Simazi. Sau khi Morgoth cùng con nhện Ungoliant phá hủy hai cây ánh sáng thì hoàng tử Fëanor đã chiết xuất ra ba viên ngọc Simazi. Hai viên ngọc Simazi đã được các Valar đưa lên bầu trời và trở thành mặt trăng cùng mặt trời soi sáng trung địa. Viên ngọc cuối cùng đã bị Morgoth trộm đi sau khi hắn giết chết cha của Fëanor là vua Finque. Sau khi Morgoth bị giết chết thì một chiến binh tộc tiên có trái tim trong sáng như vua của các vị thần đã phát hiện ra cái cây có Simazi. Anh ta rót hết ánh sáng của mình vào cái cây để bảo vệ nó khỏi bị ăn mòn khỏi con quỷ lửa của Morgoth. Cuộc chiến không hồi kết kéo dài hàng trăm năm và sấm sét đã phá hủy nó. Nhưng bảo vật Simazi cuối cùng đã lan vào lòng đất hàng thế kỷ và tạo nên thứ kim loại phát sáng mà tộc người lùn đang khai thác. Sau đó Gigalad đưa Elrond đến cây đại thụ Lindon. Nó đã bị ăn mòn khi Ozen rơi xuống thung địa. Gigalad đã giữ kín chuyện này vì không muốn người dân hoang mang. Khi cây đại thụ chết thì linh hồn của tộc tiên sẽ bị úa tàn. Vì vậy, Gigalad muốn tìm ra thứ kim loại phát sáng như trong bài về núi sương mù để chữa trị cho cây đại thụ. Nhưng Elrond đã thề với Duzin nên nói rằng anh sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì với nhà vua. Thấy vậy, Gigalad nói rằng thứ kim loại đó có thể cứu tất cả mọi người ở trung địa, bởi vì nếu tộc tiên suy tàn thì đám ORC sẽ hành quân khắp trung địa. Đó sẽ là dấu chấm hết cho tất cả. Lúc này tại núi Menor thì thanh niên Kemen đang trèo lên tàu chiến chuẩn bị xuất phát. Anh ta phá hủy các thùng dầu để đốt thuyền. Lúc này Isildu cũng đang trốn trên tàu để đến trung địa. Isildu thấy các thùng dầu bị phá hoại đã nhận ra mục đích của Kemen. Anh nhanh chóng lao vào giằng co với thằng em rể tương lai để giành lại chiếc đèn. Nhưng trong lúc ẩu đả, chiếc đèn đã bị đánh rơi làm ngọn lửa bốc cháy. Khi chạy lên trên, Kemen đã bị ngộp khói ngất xỉu. Một lát sau, chiếc thuyền đã nổ tung, vụ nổ làm một tàu chiến khác bốc cháy và ra đi theo. Isildu lúc này cũng đã diều Kemen bơi lên bờ. Anh nói rằng đang ở trên tàu cá thì tàu chiến phát nổ. Kemen cũng hùa theo và nói Isildu đã cứu mạng mình, vì cả hai đều là con ông cháu cha nên không ai nghi ngờ gì họ cả. Thấy tàu chiến bị phá hoại nên Pharazôn yêu cầu nữ hoàng tạm dừng kế hoạch thăm chiến lại. Gradiel nói rằng nữ hoàng vẫn còn 3 tàu chiến và khuyên cô nên suy nghĩ kỹ. Miziel quyết định sẽ họp dân vào sáng mai để đưa ra quyết định. Nữ hoàng yêu cầu Hazan phải tỏ rõ lập trường. Còn ở Lindon thì Elrond đang đưa viên kim loại phát sáng mà Duzin đã tặng cho xe Lebim xem xét. Ánh sáng của nó không hề bị tắt đi trong mọi trường hợp. Nếu có một số lượng lớn thứ này thì có thể chữa được cho cây đại thụ Lindon và thắp sáng quê nhà Valinor một lần nữa. Lúc này Gradiel đến gặp Hazan để xin lỗi. Người đẹp báo rằng cuộc họp ngày mai sẽ lấy ý kiến của Hazan. Khi đó anh sẽ tự quyết định rằng có nên đến trung địa hay không. Gian Trầu lúc này thú nhận mình đã làm những điều khủng khiếp ở đó để sống sót. Hazan đã mất mát quá nhiều và cũng mất đi lý do để mình phải tiếp tục chiến đấu.
Giang Trầu hỏi Gladiel rằng lý do thật sự cô muốn đến Trung Địa là gì. Người đẹp cũng thú nhận rằng cô muốn trả thù cho anh trai. Tất cả binh lính tiên dưới trướng và nhà vua đã phản bội niềm tin của cô. Vì vậy, người đẹp cần những đồng minh khác để tiếp tục chiến đấu. Giang Trầu thấy người đẹp rơi nước mắt nên đã xin lỗi. Anh rất tiếc vì những mất mát của cô. Gladiel cho Giang Trầu biết cô đã chiến đấu hàng trăm năm để trả thù và tìm bình yên trong tâm hồn. Thế nên cô biết được rằng chỉ có chiến đấu là cách duy nhất để tìm lại bình yên. Người đẹp trả lại huy hiệu nhà vua cho Hazan rồi rời đi. Còn ở phía nam, Quazen đã dẫn một nửa người dân đến thần phục Ada. Quazen quỳ xuống thể thốt các kiểu với Ada cả tiếng đồng hồ nhưng hắn ta không hề nói gì. Một lát sau, Quazen hỏi Ada có phải là Sao Giòn không thì bị hắn ta bóp cổ xém tắt thở. Sau đó hắn túm cổ Dô Quan lại và đưa cho Quazen một con dao. Ada nói rằng chỉ có máu mới chứng minh được lòng trung thành. Giờ đây Dô Quan tội nghiệp đã khóc hết nước mắt. Lúc này Azon đi cũng đang dạy cho Theo bắn cung. Thấy ông chú này đã giúp đỡ hai mẹ con nhiều lần nên Theo đã nói bí mật thanh kiếm cho Azon đi biết. Khi thấy thanh đoản kiếm, Azon đi nhận ra mình đã thấy nó. Chàng tiên lập tức nhổ đi đám dây leo trên tường để lộ ra các bức tượng. Thanh đoản kiếm của Theo chính là vật được đúc trên tường. Azon đi nhận ra đây có thể là một chìa khóa để Ada có thể trở thành thần. Và hắn ta cũng đã biết Theo đang giữ thứ mình cần. Thế nên đám OZC đang thắp lửa sáng khắp thung lũng để di chuyển đến đây. Khi thấy cảnh tượng này, vừa John quay đã thay đổi ý định. Người đẹp muốn đầu hàng như tổ tiên của mình để giữ lại mạng sống cho những người cô yêu thương. Vì tất cả mọi người ở đây sẽ không thể cản được quân đoàn OZC đông đảo. Bên dưới, Ada cũng đang chỉ huy đám quái vật lên đường đoạt lại thanh kiếm. Đám này có đông hơn quân Mông Nguyên nên không biết những người ở tháp tiên sẽ đối phó ra sao. Ngày hôm sau, Duzin lên đường trở về nhà. Vua Gigalad tặng cho anh cái bàn ăn của mình vì nghe Duzin chém rằng loại đá từ cái bàn là để tộc người Lùn làm bia mộ cho người đã khuất. Elzo lúc này cũng kể cho Duzin biết rằng tộc tiên đang cần thứ kim loại phát sáng để duy trì cuộc sống. Nếu cây đại thụ Lindon chết thì họ sẽ phải rời bỏ trung địa quay về Valinor, bởi vì khi rời khỏi Valinor thì cây đại thụ giúp tộc tiên duy trì linh hồn bất tử của mình. Vì quen biết Elzo lâu năm nên Duzin đồng ý trở về nhà thuyết phục cha mình giúp đỡ tộc tiên. Ở núi Menor thì Giang Trầu đã đồng ý quay trở lại trung địa chiến đấu. Người dân đang đứng xếp hàng chào đón nữ hoàng và các chiến binh của họ xuất trận, còn Ezien đang khóc hết nước mắt khi biết ông bố của mình phải đến trung địa. Ai ngờ Ezien còn thấy thêm cái mặt ông anh Isildur đang cười rất vui khi được ra trận. Ôi khổ thân cô em gái. Một lát sau họ bắt đầu ra khơi, Isildur cứ tưởng sắp được chiến đấu thì bị Elendil bắt đi dọn phân ngựa. Anh phải cạn lời với ông bố của mình. Lúc này tiên nữ cũng bước lên thuyền. Vẻ đẹp của cô đã làm chim sa cá lặng, vừa đẹp cái vừa chiến đấu giỏi thì thôi hết nước chấm. Sau đó người đẹp đến bắt tay chúc mừng Giang Trầu đã thức tỉnh. Ba tàu chiến bắt đầu lên đường đến trung địa thực thi sứ mệnh của mình. 6 ngày sau, Ada trồng các hạt giống hoa Aphizin xuống đất trước khi xuất trận. Đây là nghi thức của tộc tiên trước lúc bắt đầu một cuộc chiến. Sau đó Ada phát biểu trước đám OZC, hắn gọi đám quái vật là con. Những người dân đầu hàng trước đó cũng phải gia nhập đội quân đánh chiếm tháp tiên. Một lát sau, đám quái vật đã hành quân đến nơi. Đám OZC lũ lượt kéo lên đồi, nhưng khi Ada mở cửa vào trong thì không có ai ở đây cả. Hắn ta nhanh chóng đến trước bức tượng. Azondi cũng đang ẩn núp phía trên để phục kích. Thấy Ada nhìn chăm chú vào bức tượng nên Quazen hỏi Ada rằng sao Azon đang ở đâu, nhưng Ada không trả lời. Đúng lúc này Azondi đứng lên bắn tên hạ gục hai con OZC. Anh tiếp tục đốt lửa rồi bắn vào dây thừng cố định tháp. Ada thấy ngọn tháp mất ổn định nên ra lệnh cho đám OZC chạy ra ngoài. Tuy nhiên Azondi đã đi trước một bước đẩy rơi tảng đá xuống khóa chặt cửa lại. Tháp tiên bắt đầu sụp đổ hạ gục nhiều tên OZC bên trong. Quazen giờ đây đã là một con chó trung thành nên khuyên Ada chạy đi. Tháp tiên khi sụp đổ đã đè chết thêm đám OZC đang đi lên đồi. Dân làng lúc này đã xuống dưới đồi ăn mừng chiến thắng trước mắt. Họ sẽ trở về làng để cố thủ tại đó. Còn ở biển thì 3 chiếc tàu chiến núi Menor cũng sắp đến trung địa. Isildur không ngủ được nên đã dậy chăm sóc cho chú ngựa của mình. Sau đó anh lên boang tàu đợi nhìn thấy đất liền đầu tiên. Gladiel cũng đã dậy từ sớm và bắt gặp Isildur. Cô khuyên anh nên đi ngủ vì một tiếng nữa mới đến đất liền. Isildur vô cùng bất ngờ vì Gladiel đã nhìn thấy đất liền từ rất xa. Tiên nữ hỏi Isildur làm việc gì trên tàu mà cô chưa từng thấy anh. Khi biết Isildur chỉ là một lính chăn ngựa mà lại khao khát đến trung địa lập chiến công thì Gladiel đã động viên anh. Ông bố Elendil thấy con trai chém gió với tiên nữ thì đã bắt anh đi dọn chuồng ngựa. Thấy Elendil có vẻ nghiêm khắc với con trai nên Gladiel đã hỏi thăm mẹ của Isildur. Elendil buồn bã trả lời vợ của mình đã mất rồi đến chỗ nữ hoàng. Thuyền trưởng báo cáo rằng họ phải đi đường sông vào thung lũng mất nửa ngày, sau đó cưỡi ngựa đến tháp tiên sớm nhất là nửa ngày. Miziel ra lệnh cho các tàu tăng tốc nhanh nhất có thể. Bên này Azon đi đang miệt mài đập đá vào thanh đoản kiếm của Sao Giòn. Nhưng chỉ tội làm gãy cây búa chứ thanh đoản kiếm không hề có một vết xước. Vì không thể phá hủy được nó nên Azon đi quyết định giấu thanh kiếm đi. Theo cũng đã quan sát toàn bộ quá trình đập đá của Azon đi.
Người dân trong làng cũng đang bịt kín đường hầm của đám ORC và chuẩn bị vũ khí để chiến đấu. Sau đó Azondi tập hợp người dân để đưa ra kế hoạch tác chiến. Họ sẽ bắt đầu tấn công đám ORC khi chúng đi qua cây cầu. Một nhóm sẽ đốt các chướng ngại vật cản đường đám ORC. Sau đó cung thủ và các chiến binh sẽ giết chết chúng. Tất cả dân làng đều đồng lòng chiến đấu vì bây giờ họ đã không còn đường lui. Theo đến gặp Bjorn quay và muốn cô kể lại cho cậu nghe câu chuyện về ánh sáng. Nó giúp Theo có thêm niềm tin trong cuộc chiến sắp đến. Một lát sau Azondi đưa cho Bjorn quay hai hạt hoa Aphizin. Chàng tiên kể cho người đẹp nghe vì truyền thống của tộc tiên, trước mỗi trận chiến họ sẽ gieo hạt hoa Aphizin xuống đất. Số hạt sống còn lại thì Azondi hứa sẽ trồng sau khi trận chiến kết thúc, trong khu vườn tình yêu của họ. Cả hai bắt đầu trao nhau nụ hôn đầu tiên sau bao nhiêu sóng gió. Đến tối đám ORC cũng đã xuất hiện, tất cả dân làng có khả năng chiến đấu đều đã vào vị trí mai phục, còn Theo nhận nhiệm vụ canh chừng cho người già và trẻ em. Hàng ngàn tên ORC đèn đuốc sáng trưng đang tiến về ngôi làng. Rất nhanh chúng đã đi qua cây cầu đá. Khi thấy thời cơ đến, Bjorn quay đã bật lửa để cản đám ORC, nhưng chưa tạo xong lửa thì một tên ORC đã lên trên kiểm tra. Bjorn quay chém chặt con quái vật, nó lập tức giết chết một cô gái. Bjorn quay nhanh chóng chém vào cổ kết liễu con quái vật, tiện thể cô dùng thanh đuốc quăng vào xe. Người đẹp chặt dây để chiếc xe chặn đường lui đám quái vật, chiếc xe khác cũng đã chặn đường tiến của chúng. Azondi bắn tên ra hiệu cho các cung thủ tấn công, rất nhiều con quái vật đã bị dân làng tiêu diệt. Nhưng bọn chúng cũng bắn chết vài người, một đám ORC lao đến tấn công căn nhà đang thắp đèn nơi người già và trẻ em ẩn nấp. Những người dân còn lại lập tức lao ra úp soạt đám ORC, vì bị đánh bất ngờ nên rất nhiều con đã bị dân làng xiên chết. Còn anh chàng bắn cung cùng Azondi bị đâm chết, một con ORC khác cũng kéo Azondi xuống đất, anh nhanh chóng đâm chết cả hai. Bất ngờ sau lưng còn một con ORC to con ném anh ra đen bay đi, Azondi lập tức đứng dậy phản công. Anh di chuyển linh hoạt đánh vào người con ORC nhưng chỉ gãy ngứa được cho nó. Con ORC cuối cùng đã đấm trúng Azondi và bón hành cho anh. Bên này dân làng cũng đã giết gần hết đám ORC. Azondi đã nhặt được một thanh sắt đâm vào mắt con ORC to con. Anh nhảy lên xích cổ con ORC nhưng bị nó ném sấp mặt vào thành giếng. Con ORC lập tức kéo Azondi lên bóp cổ. Anh tiếp tục kéo thanh sắt ra để tấn công. Con ORC liền tương kế tự kế dùng thanh sắt đâm ngược lại bắt Azondi. Con quái vật quá khỏe khiến anh không thể chống đỡ. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Bjorn quay đã đâm xuyên con ORC cứu gấu một mạng. Dân làng cũng đã tiêu diệt toàn bộ đám quái vật vào làng. Nhưng Azondi phát hiện có một con ORC chảy máu đỏ. Khi mở mũ ra thì đó chính là người đàn ông trong làng đã bỏ đi. Bjorn quay cũng kiểm tra những cái xác có máu đỏ thì đều là những người đã bỏ đi. Thì ra tên Adazan Sảo đã dùng những người này làm quân tiên phong. Đúng lúc này đám ORC trong rừng bắn tên hạ gục hai người. Ông chú thợ rèn cũng bị ăn hai mũi tên ngã xuống. Azondi dùng khiên đỡ tên bay đến, nhưng Bjorn quay không may đã trúng đòn. Những người còn lại lập tức đưa người bị thương rút lui vào nhà đá kiên cố. Lúc này đám ORC trong rừng cũng tràn ra. Azondi nhanh chóng bẻ mũi tên ra rồi dùng lửa đốt cháy miệng vết thương lại. May mắn mũi tên không trúng chỗ hiểm nên người đẹp giữ được mạng. Tên Ada cũng đã đến nơi và ra lệnh cho đám đàn em tấn công vào ngôi nhà. Bọn ORC rất đông đã phá hủy được những chốt chặn bằng gỗ. Lúc này bình minh đã thắp sáng thung lũng. Quân đoàn Numenor đang chạy đua cùng những tia sáng để đến tháp tiên. Gradiel và Hazan dẫn đầu đội quân thiện chiến đi báo thù. Còn đám ORC cũng đã phá được cửa. Chúng nhanh chóng khống chế Theo và Bjorn quay khiến Azondi phải đầu hàng. Tên Ada tiến và yêu cầu anh Zaden giao ra thanh đoản kiếm. Azondi nói Ada nên thả những người ở đây trước thì anh sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Nhưng Ada không nói nhiều mà cho đàn em đâm chết ba người. Khi thấy mẹ mình sắp bị giết chết thì Theo đã chỉ vị trí thanh kiếm cho Ada. Thì ra Theo đã theo dõi Azondi. Cậu nhanh chóng cạy thanh kiếm lên, tên Ada vô cùng vui mừng khi đã tìm thấy vật mà hắn cần. Lúc này căn nhà cũng rung chuyển, Ada biết có điều không ổn liền ra ngoài giao cho Quazen một nhiệm vụ. Cuối cùng quân đoàn Numenor cũng đến nơi tàn sát đám ORC, Azondi và Theo tranh thủ hỗn loạn tấn công đám quái vật, còn quân đội Numenor đã bao vây tất cả. Họ dùng xích sắt quật ngã đám ORC, sau đó các kỵ binh chém chết bọn chúng, Azondi cũng ra ngoài tham chiến, Theo thì chém chết được một tên. Một con ORC bắn vào Gradiel nhưng cô dễ dàng tránh né được và tiễn nó lên bàn thờ. Còn Valandi thì lao xuống ngựa khô máu cùng đám ORC. Ontamo cũng bắt trước nhưng bị chém sấp mặt. May mắn Valandi đã kịp thời đến giải cứu. Bên này thì Eleni bị đám ORC đánh hội đồng. Isildur thấy ông già gặp nguy hiểm lập tức chém chết đám ORC cả đường lao đến giải cứu. Lúc này Eleni đã bị đám ORC kéo xuống ngựa. Isildur cưỡi ngựa hất bay chúng đi. Một tên định kết liệu Eleni thì bị Hazan đặng trong một cái phóng lợn. Còn Gradiel đã tìm thấy Azondi, anh lính lập tức báo cho chỉ huy ngăn chặn Ada và thu lại thứ hắn đang giữ vì nó rất quan trọng. Ada khi thấy mặt Gradiel đã cưỡi ngựa chạy mất dép, thấy cô rất đuổi theo Ada nên Hazan cũng vác phóng lợn đuổi theo. Khi vào rừng thì Gradiel đã dùng tiên thuật nói chuyện với chú ngựa của mình để nó bớt mệt mỏi.
Nhờ vậy mà người đẹp đã đuổi sát đích tên Ada, cuộc rượt đuổi này còn hấp dẫn hơn Vin Diesel. Còn Hazan thì đã trận đầu phía trước Ada, anh nhanh chóng nghiêng người đẩy Ada ngã ngựa, hắn ta bỏ đến lấy bọc ra thì bị Hazan đâm xuyên tay, cuối cùng anh đã có cơ hội trả thù kẻ đã tàn sát quê hương mình. Hazan hỏi Ada rằng mày có biết bố mày là ai không rồi rút phóng lợn đâm vào đầu hắn, nhưng ngờ ra Diel đã đến kịp cản Hazan lại, cháu cậy gần nhà nên Ada nói bố mày sợ mày quá cơ, dù rất muốn báo thù cho người thân nhưng Hazan vẫn chưa thể giết hắn được. Một lát sau cả hai đưa Ada về làng, tất cả đám OZC còn sống đều bị bắt giữ. Gaziel bắt đầu thẩm vấn Ada, người đẹp gọi hắn là Miziondo chỉ những tiên đã bị Morgoth cải tạo, đó cũng là những OZC đầu tiên. Máu của chúng giúp sinh ra các OZC thế hệ sau, nhưng Ada muốn Gaziel gọi hắn bằng cái tên Uzut hơn. Người đẹp tiếp tục tra hỏi về Sauron vì các Miziondo như Ada chỉ là lính của hắn. Khi nhắc đến Sauron, Ada tỏ vẻ rất ngưỡng mộ. Hắn nói sau khi Morgoth thất bại thì Sauron đã tận hiến chính mình để chữa lành trung địa. Sau đó hắn dồn quân đến cực bắc là lâu đài mà Gaziel đã tìm thấy. Sauron làm thí nghiệm để khai thác sức mạnh từ thế giới vô hình tại đây. Nhưng cho dù có hiến tế bao nhiêu OZC đi chăng nữa thì hắn cũng không thể tìm ra cách. Vì thế con của mình bị giết chết quá nhiều nên Ada đã băm vành tan xác Sauron. Nhưng mà Gaziel méo tin Ada có thể giết được Sauron. Ada tiếp tục nói rất nhanh thôi hắn sẽ xây dựng nơi đây thành một mái nhà cho con của hắn có thể tự do sinh sống, đôi khi quái vật cũng có lý tưởng sống của chúng. Gaziel nói giống loài mà Morgoth đã tạo ra là một sự sỉ nhục với nhân loại. Cô sẽ săn lùng hàng ngàn năm để giết hết đám con cháu của Ada. Sau đó Gaziel và Hazan bắt đầu tâm sự, người đẹp chưa buồn vì những gì Ada đã làm với Hazan. Gian trầu giờ đây đã hết trầu và cảm ơn Gaziel vì đã kéo anh khỏi vực sâu tuyệt vọng. Anh nói rằng niềm hạnh phúc trong khoảng thời gian này là được chiến đấu cạnh tiên nữ. Không ngờ tiên nữ cũng đáp lại điều tương tự, cả hai bắt đầu trao nhau ánh mắt nồng cháy. Đúng lúc này đạo diễn cho lính canh đến gọi Hazan đến gặp Miziel, phá đám thế nhỉ, hỏi tay đạo diễn. Còn dân làng lúc này đang ăn mừng chiến thắng, Aegon đi đưa Brjon quay đến cảm ơn nữ hoàng Miziel đã giúp đỡ dân làng. Miziel cũng dành hết lời khen tặng cho Brjon quay, nếu không có cô đoàn kết dân làng thì tất cả đã bị Ada thảm sát. Nhưng Brjon quay nói rằng đây là một gánh nặng mà cô không muốn gánh vác thêm một lần nữa. Lúc này Hazan cũng đến nơi, Miziel giới thiệu đây là người sẽ chia rẽ gánh nặng giúp Brjon quay. Khi nhìn thấy huy hiệu của Hazan, Brjon quay biết đây là vị vua mà tất cả mọi người đang chờ đợi. Dân làng biết được vua phương Nam đã đến cứu giúp thì vô cùng vui mừng, bởi vì trong suốt chiều dài lịch sử thì nhà vua không chỉ làm chỗ dựa tinh thần mà còn là người bảo vệ. Tất cả bắt đầu nâng ly ăn mừng, còn Gaziel thì đến đưa lại món đồ của Ada cho Aegon đi như anh yêu cầu. Dù là tiên nhưng Aegon đi chỉ là lính của tiên nữ, sau đó anh Jaren đến tâm sự với Theo. Cậu bé tâm sự với ông chú rằng đã cảm thấy mất mát khi đưa thanh kiếm cho Ada, bởi vì khi cầm thanh kiếm trên tay Theo cảm thấy có một sức mạnh rất to lớn. Nghe vậy Aegon đi khuyên Theo nên từ bỏ nó, vì thứ sức mạnh đó sẽ chỉ làm hại cậu. Ông chú giao lại thanh kiếm cho Theo và muốn cậu đưa nó cho nữ hoàng Miziel ném xuống biển, nhưng khi Theo tháo lớp vải ra thì chỉ có chiếc rìu bên trong. Còn ở tháp tiên thì Qua-ren đang cầm thanh kiếm thật sự, hắn ta cắm nó xuống chỗ trống gần bức tượng như một chiếc chìa khóa, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Cửa chắn trên đập đã được mở ra làm nước tràn xuống thung lũng, sau đó nó chảy vào một cái hang. Khi người dân đang ăn mừng thì nước trong những cái hang đám OZC đã đào phun mạnh lên. Bọn OZC cũng hô vang hai từ Udun chỉ thung lũng mà dân làng đang sinh sống. Nước trên hồ bắt đầu tràn vào đường hầm lớn mà đám OZC đã đào, thì ra đây đã là kế hoạch từ trước của Ada. Một lượng nước lớn nhanh chóng chảy vào trong lòng dung nham dưới đất, nó tạo nên một vụ nổ lớn khiến núi lửa phun trào. Sóng âm của nó khiến cho mọi người say sẩm mặt mày. Rất nhiều nham thạch đã bắn vào ngôi làng, sau lưng là cơn bão dung nham đang điên cuồng lao đến, các chiến binh dẫn mọi người tìm chỗ ẩn nấp. Nhanh chóng cơn bão lửa đã lao đến hủy diệt mọi thứ trên đường đi, Gaziel chỉ biết nhắm mắt đợi sự hủy diệt đến. Ngày hôm sau, Gaziel đã tỉnh dậy sau cơn bão nhiệt từ vụ phun trào núi lửa, thung lũng Udun xanh mát giờ đây đã biến thành địa ngục trần gian. Cô bắt đầu đi tìm kiếm Hazan nhưng chỉ gặp cậu nhóc Theo, Isildur và Hoàng hậu cũng đã tỉnh lại. Cả hai nhanh chóng kéo đám đổ vỡ lên để giải cứu cho Valandi. Khi Valandi thoát ra thì họ cũng phát hiện xác của anh bạn Ontamo xấu số. Điều này làm Isildur vô cùng đau buồn vì phải chứng kiến cảnh anh bạn thân ra đi. Sau đó cả Palau và ngôi nhà đang bốc cháy cứu những người còn lại. Rất nhanh các phụ nữ và trẻ em đã được đưa ra ngoài. Tuy nhiên đám lửa tàn đã đốt vào mắt nữ hoàng. Lúc này ngôi nhà cũng sụp đổ chôn vùi Isildur. Bên này Nozi và tất cả dân làng đã đến nơi cần đến, nhưng không may những cây táo của họ đã bị bốc cháy. Khi kiểm tra nguyên nhân thì Sadok phát hiện nham thạch phun lên từ núi lửa đã làm điều này. Và theo văn hóa của tộc người Hafod thì núi lửa phun trào báo hiệu cho cái ác đang sắp tràn đến. Tất cả trái cây mà dân làng mong đợi đều đã bị thiêu rụi. Vì đây là nguồn lương thực thiết yếu cho mọi người nên Sadok muốn Nozi nhờ Ozen dùng phép thuật làm cho các cây táo sống lại.
Sa Đốc vốn dĩ cũng không biết Ozen có khả năng này hay không, nhưng mà khôn vãi trường, Nori thấy Ozen đã vất vả giúp đỡ gia đình mình nên không muốn nhờ vả thêm nữa. Tuy nhiên Sa Đốc nói sẽ tự mình làm điều này. Sau đó Ozen bắt đầu đọc thần chú để cho những cây táo sống lại. Dân làng thì đứng xung quanh quan sát, rất nhanh những cái cây đã nứt ra lớp vỏ mới, quả táo cũng bắt đầu có màu trở lại. Ozen tiếp tục dồn toàn bộ sức lực để triển khai phép thuật. Cô em gái Dizzy rất thích thú với điều này và tiến đến gần để quan sát, nhưng cành cây trái khô đã bất ngờ rơi xuống. May mắn Noji đã tiến ra kịp thời che chắn cho em gái. Dân làng bắt đầu nhìn Ozen với ánh mắt khác vì cho rằng ông đã mang đến tai ương. Còn Elzon lúc này đã đến vương quốc người lùn xin nhà vua cho khai thác ít gieo. Đổi lại tộc tiên sẽ cung cấp cho cả thành phố đầy đủ lương thực và gỗ quý trong 500 năm tới. Và Elzon đã quỳ xuống với lời thỉnh cầu mong được Duzin đệ tam đáp ứng. Nhưng nhà vua không trả lời ngay mà muốn nói chuyện với con trai mình trước. Thì ra ông chỉ muốn con trai chuyển lời từ chối của mình đến với Elzon, bởi vì ông cho rằng số phận của tộc tiên đã được các vị thần định đoạt từ lâu, và nếu trái lại ý chí của các vị thần cứu giúp tộc tiên thì tộc người lùn của ông sẽ gánh lấy hậu quả. Chưa kể nó có thể khiến toàn bộ trung địa hủy diệt theo. Duzin đệ tứ không muốn thấy bạn mình chết mà không cứu, anh bắt đầu năn nỉ cha mình giúp đỡ. Tuy nhiên nhà vua đã kiên quyết từ chối. Duzin rất buồn bã trở về nhà tâm sự với vợ. Lisa cũng cảm thấy bố chồng rất ích kỷ. Cô khuyên chồng mình nên triệu tập các lãnh chúa để phản đối quyết định của nhà vua, nhưng Duzin không thể làm điều này vì tuy có nóng giận nhưng anh rất tôn trọng cha mình. Một lát sau Elzon đến gặp Duzin, chỉ cần nhìn vào mắt nhau họ đã biết kết quả, hoàng tử mời Elzon ở lại ăn tối. Tuy nhiên Elzon phải trở về sớm để báo tin cho Gilgalad, vì thời gian sắp xóa sổ Lindon khỏi trung địa. Duzin biết điều này có nghĩa là rất khó để gặp lại người bạn tốt của mình nữa. Lúc này hai người bạn thân đã rơi nước mắt, Elzon trả lại viên Mistel cho Duzin rồi rời đi. Hoàng tử cảm thấy rất chán đời và ném viên Mistel đi. Không ngờ khi viên Mistel khi ở gần chiếc lá bị ăn mòn của cây đại thụ Lindon lại khiến nó hồi phục. Hai vợ chồng rất bất ngờ và gọi Elzon trở lại. Lúc này, Gradiel và Theo đang quan sát đám ORC. Cô đã biết những lời mà Adan nói có ý nghĩa gì và hắn đã thành công đạt được mục đích khi biến nơi đây thành nhà của đám ORC. Theo vô cùng bức xúc vì mất đi mái nhà xanh tươi của mình. Cậu rút dao lên để chơi khô máu với bọn chúng nhưng bị tên nữ cản lại. Các binh lính núi Menor cũng đang hỗ trợ người dân đi đến nơi đóng quân của mình. Elen đi quan sát những người sống sót để tìm kiếm cậu con trai. Khi thấy nữ hoàng trở về, ông lập tức đến nơi giao cho cô con ngựa chiến mình đang cưỡi. Cả hai nghẹn lời kể lại chuyện của Isidu cho ông bố biết. Còn Gerardiel và Theo bắt đầu di chuyển về nơi đóng quân. Trên đường đi, tiên nữ đã chỉ dạy cho cậu bé rất nhiều điều. Cô tặng cho Theo thanh kiếm của mình để khích lệ lòng quả cảm của cậu. Miziel đang được Elen đi hộ tống về căn cứ. Trong lúc trò chuyện, ông phát hiện nữ hoàng đã bị mù. Miziel muốn Elen đi cùng Valandi phải giữ kín chuyện này, nếu không lòng quân sẽ tan rã. Cô quả thật là một nữ hoàng tận tụy nhất với vị trí của mình. Ở bên này, Sa Đốc bắt đầu nói chuyện với Ozen. Tất cả dân làng nghĩ rằng Ozen đã mang đến tai ương nên muốn đuổi khéo ông đi. Sa Đốc đưa cho Ozen tấm bản đồ sao mà ông cần. Tộc trưởng chỉ Ozen đi về phía rừng già Gen Quốc sẽ tìm thấy khu dân cư của con người. Có thể họ sẽ giúp ông tìm được những vì sao. Thế là ông chú khổng lồ phải tự bước đi trong quãng đường tiếp theo. Ông buồn bã chào tạm biệt gia đình Noji. Cô nàng cũng rất u sầu tặng người bạn mới một quả táo tiễn ông. Đến tối, Gerdiel và Theo phải ẩn nấp dưới gốc cây, bởi vì đi tiếp họ có thể sẽ chạm mặt đám ORC. Theo rất lo lắng cho mẹ nên hối hận vì đã đưa chìa khóa cho kẻ thù. Tiên nữ quá già đời nên biết đây không phải là lỗi của Theo và an ủi cậu. Gerdiel cũng kể cho Theo về những mất mát của mình. Anh trai của cô là Finjord đã bị sao gión sát hại. Còn người chồng Celebon cũng rời quê hương chiến đấu và không bao giờ trở về. Dường như cô rất nhớ anh ấy. Đúng lúc này đám ORC đi tuần tra qua nơi đây. May mắn cho núi lửa đã ngăn chúng đánh hơi thấy cả hai. Bên này Duzin và Elzot đang miệt mài đập đá. Hoàng tử muốn giúp bạn của mình khai thác một số mít gieo nhất định để chữa trị cho cây đại thụ Lindon. Khi đang đào thì Duzin phát hiện ra một hang động sau lớp đá. Elzon tiến lại quan sát thì mừng hết lớn vì bên trong có rất nhiều mít gieo đang phát sáng. Khi quay lại anh thấy nhà vua và quân lính đã đứng xung quanh mình. Duzin đệ tam lập tức cho đuổi cổ Elzon. Nhà vua bắt đầu kể cho Duzin biết về thời khắc anh vừa sinh ra. Lúc đó Duzin rất yếu và bị hen suyễn không thở nổi. Mẹ của Duzin luôn khóc và chăm sóc cho anh ngày đêm. Đến tối nhà vua đưa anh đến gần ngọn lửa. Ông nâng cầm Duzin lên giúp anh dễ thở hơn. Cho đến một ngày nhà vua nhìn thấy Duzin có chòm râu màu xám giống các vua lùn thời xa xưa. Ông vui mừng nói với vợ mình không phải khóc nữa vì con trai của họ khi lớn lên sẽ rời núi lấp biển. Duzin rất cảm động vì những hành động của bố mẹ mình. Nhưng anh sẽ không thể nào rời núi lấp biển được nếu người cha luôn bắt mình phải làm theo kế hoạch của ông. Thế là hai cha con bắt đầu cãi vã. Nhà vua nói rằng Duzin không nên phản bội đồng loại để giúp đỡ tộc tiên. Nhưng hoàng tử lại cho là ông bố đã vứt bỏ tương lai của tộc người lùn để bám víu vào quá khứ. Kết quả Duzin đã bị phế truất ngôi vị hoàng tử. Sáng hôm sau, cô bạn Poppy đánh thức Noji tỉnh dậy. Người đẹp không tin vào mắt mình khi thấy toàn bộ cây táo bị cháy đã sống lại.
Tất cả là nhờ Ozen đã dùng phép thuật, dân làng bây giờ đã không còn phải lo lắng chuyện lương thực, nhưng Ozen đã phải ra đi một mình. Đến tối, Noji và Poppy phát hiện ba người phụ nữ tiến đến cây táo mà Ozen đã làm phép. Nữ tu dùng tay chạm vào cây táo và bông hoa để tìm vị trí Ozen. Rất nhanh họ đã biết được hướng đi của ông, cả ba bắt đầu đi theo hướng của Ozen. Noji biết có điều không ổn đã tiến ra chỉ hướng khác cho cả ba nữ tu, nhưng khi quay lại cả ba đã biến mất. Bằng một cách thần kỳ nào đó họ đã dịch chuyển đến bên cạnh Noji. Poppy thấy Noji liều mạng liền báo cho ông bố Bờ Gian đi biết. Ông bố ngay lập tức đã có mặt che chắn cho Noji. Ông dùng ngọn đuốc để hăm dọa cả ba rút lui. Nữ tu lập tức dùng tay chạm vào dập tắt ngọn lửa. Không ngờ cô ta lại dùng nó đốt cháy ngôi làng. Toàn bộ tài sản của dân làng cũng ra đi từ đây. Sáng hôm sau, Elendi đã đưa nữ hoàng về danh trại. Ông thấy con ngựa Bezet của Isildur không nghe lời thì đã đến dắt nó. Valan đi ngậm ngùi bóc phốt chỉ huy. Bởi vì không có Isildur thì Bezet sẽ không nghe lời ai cả. Ông bố rất đau lòng vì Bezet đối với ông là ký ức về cậu con trai, nhưng ông vẫn quyết định cho Bezet được tự do. Giờ đây Elendi đã chuyển sự oán giận sang Gradiel. Còn Gradiel và Theo đã về đến chỗ đóng quân. Cậu nhóc nhanh chóng tiến vào phòng cứu thương để tìm mẹ mình. Theo dường như tan nát khi thấy một thi thể có mái tóc giống Bờ Giòn Quay. Cậu lấy hết can đảm tiến đến kiểm tra thì Bờ Giòn Quay đã xuất hiện. Lúc phải chia xa, Theo mới biết mẹ quan trọng như thế nào đối với mình. Cậu cũng tiến đến ôm ông chú Azondi. Anh tiên da đen dường như đã trúng số khi được khuyến mãi thêm cậu con trai. Một lát sau, hai người đẹp đến chỗ nữ hoàng. Khi biết tình trạng của Miziel thì tiên nữ đã phải quỳ gối. Nữ hoàng đã cản ngừa Gradiel lại, nhưng đây là sự khâm phục của tiên nữ dành cho cô. Elendi đã đem mọi tội lỗi gắn lên người Gradiel nên muốn Miziel ra lệnh trở về núi Menor mãi mãi. Tuy nhiên, nữ hoàng đã lấy đại cục làm trọng. Cô muốn tiên nữ dành những người thương xót này để giết kẻ thù. Miziel thề rằng sẽ đưa núi Menor và đội quân hùng hậu hơn quay trở lại. Tiên nữ cũng đảm bảo rằng tộc tiên sẽ sát cánh cùng núi Menor. Sau đó, nữ hoàng muốn Elendi đưa mình rời đi sớm nhất. Lúc này, chỉ huy đã không thể giấu nổi giọt nước mắt chua xót của mình. Còn dân làng Harford thì đang khóc thương sau đám cháy. Tất cả bọn họ đã trắng tay chỉ sau một đêm. Thấy mọi người đều u buồn, Bờ Gian đi đã khuyên họ nên trấn tĩnh trở lại. Bởi vì người Harford không giàu có như các chủng tộc khác, cũng không phải là dũng sĩ giết rồng, nhưng họ là một tộc đoàn kết nhất trung địa. Chỉ cần điều này, người Harford sẽ sớm ổn định trở lại. Thấy được sự lạc quan của Bờ Gian đi nên dân làng đã vực dậy tinh thần. Noji quyết định sẽ đi tìm Ozen để cảnh báo cho ông về ba nữ tu. Poppy cũng muốn giúp bạn mình một tay. Bà mẹ Gordy không đành lòng để cô con gái rời xa nên cũng muốn đi theo, nhưng mà muốn vượt qua khu rừng thì cần một người dẫn đường. Thế là Sadok cùng ba người đẹp ra đi để giúp đỡ Ozen. Đến chiều, các tàu chiến của núi Menor bắt đầu rời đi. Khi biết Haza còn sống thì tiên nữ đã đến kiểm tra. Vết thương của gian trầu rất nặng nên cần phải dùng thuốc của tộc tiên mới chữa trị được. Thế là cặp đôi hoàn cảnh phải cưỡi ngựa đến Lindon. Người dân rất vui mừng khi biết nhà vua vẫn khỏe như trâu. Nhanh chóng, đôi uyên ương đã lên đường về Lindon. Còn ở vương quốc người lùn thì Lisa đang động viên ông chồng của mình. Cô tin rằng Lúthien sẽ trở thành vua lùn vĩ đại nhất. Lúc này Lúthien đệ tam đang trong mỏ Mistel. Ông ném chiếc lá cây Lindon xuống hang động rồi cho lính canh lấp nó lại. Chiếc lá chậm rãi bay xuống, các mạch Mistel chạy như trong bài vè sương mù đã kể. Khi chiếc lá vừa rơi xuống đáy hang thì nó đã bốc cháy. Vì con quỷ lửa của Morgoth đã ở đây từ trước, không biết nó vừa tỉnh giấc hay bị các mạch Mistel phong ấn tại đây. Ở miền nam thì Ada đã xuất hiện. Hắn thông báo tin vui cho các con của mình là sẽ không phải tốn thêm tiền mua kem trộn và áo chống nắng nữa. Vì vùng đất này sẽ tăm tối quanh năm và vùng đất Mordor cũng chính thức hình thành từ đây. 6 ngày sau, Ozen đang trú mưa trong rừng già Glenquot. Dường như không có Noji thì mọi việc đều trở nên khó khăn hơn với ông chú. Khi cơn mưa ngừng rơi thì Ozen tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ông lấy quả táo Noji đã tặng ra làm một phát cho ấm bụng thì phát hiện có người sau lưng mình. Ozen lập tức đuổi theo và phát hiện cô gái này là Noji, nhưng Noji nhanh chóng hiện nguyên hình thành nữ tu. Ông chú mất trí nhớ không hiểu chuyện gì xảy ra thì hai nữ tu khác tiếp tục xuất hiện. Cả ba gọi Ozen bằng cái tên quen thuộc là chúa tể sao giòn rồi quỳ xuống rất cung kính. Còn ông chú thì kiểu như đây là đâu và tôi là ai. Bên này, Gradiel đã thay đổi kế hoạch đưa Hazan đến Ezeagion vì nó gần hơn Lindon. Bên trong Ezeagion thì Celebim cùng Elrond đang bàn bạc về giải pháp khác để cứu Lindon. Vì họ sẽ phải giải trình vào ngày mai khi Vokigalad đến, Celebim chợt nảy ra sáng kiến là sẽ tìm cách để phóng đại sức mạnh của Mixel. Bởi vì trong lịch sử thì hoàng tử của các vị thần là Fëanor đã tạo ra mặt trời bằng một viên ngọc Simazi, nhưng Elrond lắc đầu vì Celebim vốn dĩ không hề có sức mạnh của các vị thần, thế nên anh khuyên lãnh chúa nên báo tin buồn để nhà vua chuẩn bị rời trung địa. Đúng lúc này thì Gradiel đến nơi cùng Hazan đang hấp hối. Elrond vô cùng bất ngờ khi gặp lại cô chị họ. Rất nhanh Hazard được các dược sĩ chữa trị bằng thuốc tiên, còn Elrond và Gradiel tâm sự về những chuyện đã xảy ra. Khi biết Gradiel đã nhảy xuống biển ở Valinor để bơi về trung địa thì Elrond đã phải há mồm. Cậu em họ xin lỗi Gradiel vì đã không tin tưởng phán đoán của cô. So với bà chị họ thì Elrond vẫn còn non và xanh lắm.
Một lát sau Gian Trầu đã khỏe lại và đi tìm tiên nữ. Lãnh chúa nói rằng anh đã đi lạc vào xưởng của Celebim. Nhưng Celebim rất bất ngờ khi Hazan biết cái tên này. Ông bắt đầu mở vòng tre ra thì Gian Trầu đã biết người đối diện mình là ai. Gian Trầu nói rằng mình là fan ruột của Celebim thông qua lời kể của thầy dạy rèn. Khi thấy viên mít gel thì Hazan vô cùng hiếu kỳ với nó. Celebim nói đây là một kim loại quý nhưng tiếc là nó không đủ. Gian Trầu hỏi Celebim đủ để làm gì nhưng lãnh chúa không trả lời. Gian Trầu tiếp tục kể cho Celebim rằng ở chỗ của anh người ta kết hợp kim loại với nhau để tăng chất lượng của nó. Cụ thể là thêm niken và sắt sẽ khiến cho thanh kiếm cứng và nhẹ hơn rất nhiều, nên rất có thể sẽ có kim loại nào đó gia tăng chất lượng viên kim loại của Celebim. Lãnh chúa rất cảm ơn vì ý tưởng này của Gian Trầu, và Gian Trầu gọi đó là món quà mình dành cho Celebim. Lúc này ở núi Menor thì quốc vương Balanti đang rất yếu. Pharazôn cho các thợ xây thiết kế mộ cho ông, bản thiết kế đẹp nhất sẽ được xây thành ngôi mộ lớn nhất tại núi Menor. Và mỗi thợ xây sẽ được một tiếng đồng hồ bên cạnh quốc vương. Thế là Ezien đã vẽ cho vua già một tấm hình dựng tượng cực đẹp. Khi đang thiết kế thì người đẹp thấy vua già bị nhiễu. Cô tiến đến dùng khăn lau cho Balanti thì bị ông chụp tay lại. Nhà vua tưởng Ezien là Miziel nên đã cảnh báo cô phải sớm khôi phục lại liên minh với tộc tiên để chống đám ác quỷ ở trung địa. Nếu không núi Menor sẽ bị hủy diệt. Ezien không biết nhà vua nói chuyện gì nên đã đi gọi hầu gái để chăm sóc cho ông. Nhưng không có ai trả lời cả. Khi quay lại thì nhà vua đã rời khỏi giường. Ông bắt đầu mở cửa một căn phòng bí mật ra. Balanti nói rằng mình đã không còn phân biệt được quá khứ, hiện tại và tương lai nên muốn Ezien tiến vào đó. Thế là người đẹp tiến vào theo mong muốn của nhà vua. Đây chính là căn phòng đặt quả cầu tiên tri Balanti mà Gadiel đã vào lần trước. Ngày hôm sau, Gigalad đã đến Ezion. Celebim sau khi được Hazard gợi ý đã đề xuất với nhà vua sẽ chế tạo một bảo vật giống như hoàng tử Fëanor đã làm. Nó sẽ có hình tròn để phản chiếu ánh sáng nhằm kích đại sức mạnh của viên Mitzel. Và nếu thành công thì bảo vật này dường như sẽ có sức mạnh vô tận. Khi biết Celebim định đặt thứ có sức mạnh vô tận lên đầu mình thì Gigalad đã nghỉ chơi vì không muốn nhạo sớm. Chưa kể đây chỉ là kế hoạch bất khả thi nên nhà vua ra lệnh tất cả phải rời trung địa gấp. Ông tiết lộ kể từ khi ngọn núi lửa ở Mordor phun trào thì lá cây đại thụ đã rơi không ngừng và rất sớm nó sẽ úa tàn. Nếu không rời trung địa sớm thì họ sẽ có kết cục tương tự. Celebim rất bực vì bị nhà vua nói mình viễn vông. Ông cho rằng gợi ý của Hazan có thể giúp tộc tiên tạo ra một thứ sức mạnh mới. Nó không chỉ là sức mạnh thể chất mà còn là sức mạnh tinh thần, không chỉ bằng xương thịt mà còn hơn thế nữa. Đó chính là sức mạnh từ thế giới vô hình. Đây cũng là những lời Ada đã nói với Gadiel khi nhắc đến Sauron. Nhưng rất tiếc khi Gigalad ra lệnh cho tất cả phải về Lindon để rời trung địa sớm nhất. Khi Gigalad rời đi thì Gadiel đã hỏi Celebim nghe được những lời này ở đâu. Lãnh chúa chỉ nói rằng nó bắt đầu từ khi ông gặp Hazan. Còn Elrond thì vội vã chạy theo Gigalad, anh xin nhà vua cho mình ở lại thêm 3 tháng để thực hiện giả thuyết của Celebim. Gigalad đúng là một vị vua tốt nên đã phản đối vì sợ cả đám Elrond sẽ nghẹo nếu cây đại thụ chết. Nhưng với niềm tin mãnh liệt của mình, Elrond đã thuyết phục được nhà vua cho họ ở lại. Thế là các tiên rèn bắt tay cùng Hazan để thực hiện giả thuyết. Gadiel đứng một bên quan sát thì thấy Hazan còn chuyên nghiệp hơn tiên rèn Celebim trong lĩnh vực này. Người đẹp bắt đầu nghi ngờ anh ta và cho các binh lính tìm cho mình các ghi chép về những vị vua ở miền Nam. Nhưng tộc tiên có rất ít ghi chép về vấn đề này nên phải cần thời gian để tìm thêm. Sau đó Hazan tìm đến Gadiel để tán tỉnh cô. Gian Trầu lúc này có vẻ rất nguy hiểm và toàn nói chuyện đạo lý khiến Gadiel lắc đầu. Tuy nhiên người đẹp vẫn giả vờ như chưa có việc gì xảy ra để xem nhà Gian Trầu bán thuốc gì. Đến tối ba nữ tu đang thông não cho Ozen, họ cho rằng ông đã bị các vị thần làm mất trí nhớ. Vì vậy ba nữ tu đến đây là để đưa Sauron của mình về vùng đất của họ. Ozen nghe vậy liền lấy tấm bản đồ sao xa Doc đã đưa cho mình ra. Nữ tu liền nhận ra đó là chòm sao có tên chiếc mũ của ẩn sĩ. Nó cũng được khắc sau chiếc kính của cô ta và chòm sao này chỉ được nhìn thấy ở một nơi duy nhất là vùng đất Dun. Nơi đó là miền cực đông có thể giúp Ozen tìm lại ký ức của Sauron. Ba nữ tu bắt đầu đọc thần chú để kích thích một phần trí nhớ của Ozen, nhưng không ngờ năng lực phép thuật của Ozen quá mạnh đã khiến dông tố nổi lên. Chị gái tóc ngắn cảm thấy lạnh sống lưng và đã phù phép cho Ozen ngất đi. Khi chị gái mang mũ cối cuối xuống vác Ozen đi thì đã phát hiện ra điều gì đó. Cô ta ra hiệu cho hai người còn lại. Tất cả sự việc này đã được nhóm của Nazi nhìn thấy. Hai nữ tu bắt đầu trói Ozen ngay gốc cây, còn một người đã biến mất. Sau đó hai nữ tu cầm vũ khí rời đi, dường như là tìm nhóm của Nazi. Thấy hai yêu quái đã đi nên Nozi và Sadok đến giải cứu cho Ozen. Bà mẹ Mazi cũng tiến đến giúp một tay thì đụng phải một người đang nằm bất tỉnh, đó chính là ông chú Ozen. Còn Ozen mà Nozi đang cứu thì mở mắt dọa cô hết hồn. Sadok biết đây là bẫy nên đã ôm Ozen giả để Nozi chạy đi. Nhưng hai người khác đã chặn đường và phóng dao trúng bụng Sadok. Ozen giả lúc này đã biến thành nữ tu tóc ngắn. Khi nữ tu mang mũ cố định kết liễu Nozi thì một cơn cuồng phong đã cản cô ta lại. Ozen trong cơn cuồng phong đi ra với ánh mắt hình viên đạn nhìn ba nữ tu.
Bà mẹ Maji tranh thủ cơ hội này kéo Noji đi trốn. Ozen lập tức vận công sử dụng chiêu Kametoko trưởng vào ba nữ tu. Chị gái tóc ngắn cầm cây quyền trượng nên không bị sao. Cô ta liền tiến đến dùng nó để khống chế Ozen. Nữ tu khiến Ozen bị trói chặt trên không rồi ném ông bay đi. Ba người đẹp Harford đang chạy trốn thì chị gái mang nón cối phóng Poppy dính vào cây. Khi cô ta sắp ra đòn kết liễu đã bị Sadok đang núp lùm đâm xuyên chân. Còn Ozen thì tiếp tục bị trói trên không. Chị gái tóc ngắn dùng hết công lực đẩy Ozen vào vách đá khiến ông ngất đi. Nữ tu đeo kính bảo cô đồng đội truyền ký ức cho Ozen rồi đi kiểm tra chị gái nón cối. Chị gái tóc ngắn bắt đầu vận công thì bị Poppy và Maji ném đá vỡ đầu. Phát thứ hai khiến cô ta phải giã từ vũ khí. Noji tranh thủ cơ hội đã giấu cây quyền trượng đi. Chị gái tóc ngắn giờ đây đã phát điên và dùng lửa đốt về phía Maji cùng Poppy, nơi đây nhanh chóng biến thành biển lửa. Noji biết không thể chống lại sức mạnh của các nữ tu nên đã đem cây quyền trượng đến nhờ Ozen giúp đỡ. Nhưng Ozen đã bị đánh cho say sầm mặt mày nên nghĩ mình là sao Jon. Lúc này hai nữ tu khác cũng đã quay lại dồn ba người Harford nhỏ bé vào chân tường. Noji biết hết cách nên cố gắng gọi cho Ozen tỉnh táo trở lại nhưng không thành. Khi chị gái tóc ngắn tung chiêu cuối kết liễu cả ba thì Noji đã hét lên khiến lửa trên tay cô ta tắt đi. Cứ tưởng Noji đã thức tỉnh siêu năng lực nhưng thật ra là ông chú Ozen đã tỉnh dậy. Ozen lúc này đã biết được nguồn gốc của ba nữ tu là đến từ bóng tối. Còn ba nữ tu thì xanh mặt khi phát hiện Ozen là một ít ta được các vị thần gửi đến chứ không phải là sao Jon. Ông chú mất trí lập tức dùng phép thuật khiến ba nữ tu lộ nguyên hình bạch cốt của mình. Tiếp đó Ozen biến chúng thành những con bướm trắng rồi tan biến trong hư vô. Ba cô nàng Harford thì vui như tết khi thấy Ozen đã chiến thắng. Nhưng họ cũng nhanh chóng nhận ra Sadok đã bị thương nặng. Bà mẹ Maji nói sẽ đưa Sadok về làng để chữa trị. Tuy nhiên Sadok biết vết thương của mình quá nặng nên chỉ muốn ngồi đây ngắm mặt trời lên cùng mọi người. Cuối cùng ánh bình minh cũng đến trong nước mắt của ba người đẹp Harford. Và đây cũng là lần cuối họ đón bình minh cùng tộc trưởng của mình. Còn Miriel và các chiến binh của mình đã trở về núi Menor. Khi vào trong họ nhìn thấy các chiến thuyền trong vịnh đang để cờ quốc tang. Bên trong lâu đài thì vua Balanti đã qua đời. Bên cạnh ông là phán quan Pha-gia-zôn. Nhìn mặt Pha-gia-zôn bây giờ vô cùng nguy hiểm. Lúc này tại tháp rèn của Celebim đã xảy ra một vụ nổ. Nguyên nhân của nó là do Celebim đã dùng lực ép viên Mitzel dung hợp với kim loại khác. Và ông cũng bắt đầu phát cáu vì không còn nhiều thời gian nữa. Thấy tính tình Celebim đã thay đổi sau khi tiếp xúc với Hazan nên Gradiel đã khuyên ông nghỉ ngơi. Hazan liền gợi ý cho Celebim rằng có thể ông đã quá cố sức khi ép Mitzel vào kim loại khác. Celebim lập tức nhận ra mình cần tìm cách khéo léo hơn để dung hợp Mitzel. Thế là cả nhóm tiếp tục công việc. Còn anh lính mà Gradiel nhờ tìm kiếm thông tin đã mang đến một danh sách cho cô. Hazan cũng đã để ý việc này. Một lát sau Gradiel đứng thẩn thờ khi đọc xong ra phả các vị vô phương nam. Hazan cũng lập tức có mặt báo cho người đẹp tin vui là đã tìm ra cách dung hợp. Đó là phải bỏ ít Mitzel lại vì năng lượng của nó quá lớn. Và gian trổ muốn dẫn tiên nữ đi xem thành quả. Nhưng Gradiel không quan tâm đến việc đó nữa mà hỏi thân phận thật sự của Hazan là ai. Bởi vì vị vua đeo gia huy của Hazan đã tuyệt tử tuyệt tôn từ hơn ngàn năm trước, Hazan khi nhìn xuống cuốn da phả thì biết mọi chuyện đã lộ. Anh ta nói rằng trước đó đã bảo mình nhặt được gia huy này từ một cái xác mà cô lại không tin. Gradiel nhận ra đây là một kế hoạch hoàn hảo của Hazan, hắn ta đã đóng giả làm người tị nạn để tiếp cận Valinor. May mắn trên biển hắn đã gặp tiên nữ, tuy Hazan đã cứu Gradiel nhưng cô cũng giúp hắn sống sót trên biển. Biết tiên nữ là chỉ huy quân đội tiên nên Hazan đã đi theo cô chỉ để tiếp cận với tri thức rèn của họ. Tiên nữ yêu cầu Hazan công bố danh tính thật sự của mình. Nhìn mặt gian trở giờ đây rất nguy hiểm. Anh ta nói mình đã thức giấc trước cuộc chiến của Morgoth và anh ta có rất nhiều cái tên. Biết đây là kẻ mình đã tìm kiếm lâu nay nên tiên nữ rút kiếm chém thấy mẹ cho đỡ tức. Nhưng Hazan dễ dàng ngăn cản chiến binh giỏi nhất của tộc tiên và đưa cô vào giấc mộng. Tiên nữ rất vui khi gặp lại người anh Finjord của mình. Tuy nhiên người đẹp đã rơi nước mắt khi biết đây là ảo cảnh của Hazan tạo nên. Cô quay đầu bước đi thì gặp lại cảnh mình và gian trầu đang chơi vơi trên biển. Hazan lúc này thừa nhận mình chính là Sao Jon. Sau thất bại của Morgoth thì hắn ta đã mất niềm tin trong cuộc sống. Cho đến khi nhìn thấy nụ cười của Gradiel thì Sao Jon đã yêu đời trở lại. Nếu được tiên nữ tha thứ hắn ta sẽ chữa lành những thứ mà mình đã phá hủy để trục tội. Và sau đó cả hai sẽ trở thành chúa tể của Trung Địa. Ôi định mệnh thanh niên giết anh trai xong còn đòi cô em gái. Dù vừa cảm nắng với Hazan nhưng người đẹp biết rằng không thể tha thứ cho Sao Jon. Tiên nữ rút dao kề vào cổ hắn ta. Sao Jon mặt dày không cưa được nên đã quay ra đe dọa Gradiel. Nếu mọi người biết được Gradiel đã từng cứu sống hắn ta thì sẽ như thế nào? Tiên nữ đáp rằng cô sẽ giết hắn để chuộc tội. Lần này Sao Jon không tán nữa mà dìm nước giết luôn Gradiel. Yêu không được mà làm thế này thì thôi cạn khô lời. May mắn Sao Jon đã phát hiện Gradiel bị nhận nước nên đã kịp thời kéo cô lên. Tiên nữ tỉnh dậy thì kề dao vô cổ cậu em họ vì tưởng Sao Jon đang giở trò. Cô hỏi lần đầu tiên cả hai gặp nhau là ở đâu. Thì ra Sao Jon đã được Gradiel tìm thấy ở bãi biển khi bố của anh mất. Biết đây là cậu em họ nên tiên nữ đã rơi nước mắt. Cô lập tức đến chỗ Celebim để kiểm tra tình hình. May mắn tiên rèn chưa chế tạo bảo vật mà ông muốn.
Elrond cũng đi theo chất vấn Galadriel về sự việc vừa rồi và đặt câu hỏi với Hazan. Tiên nữ nói rằng hắn sẽ không bao giờ trở lại. Tuy nhiên nếu thấy Hazan quay lại thì phải giết ngay và luôn. Biết bà chị họ không muốn nói thêm nên Elrond đành im lặng. Galadriel yêu cầu Celebim phải chế tạo ra 3 món bảo vật để đảm bảo cân bằng và chỉ tộc tiên mới được phép sở hữu nó. Celebim đồng ý với ý tưởng này. Nhưng vấn đề là ông cần vàng và bạc tinh khiết nhất để dung hợp Mithril vào. Đau lòng là chỉ có thanh gươm Valinor mà anh trai Galadriel đã tặng mới đáp ứng đủ yêu cầu. Đây là một điều rất khó khăn với tiên nữ khi ký ức về anh trai đã bên cạnh cô hàng ngàn năm. Ở bên này Nozi đã trở về làng, Ozen cũng đã có một số ký ức nhưng bản năng cho ông biết phải đến vùng đất Jun thì mới khôi phục được toàn bộ. Nozi hỏi cái tên Ita mà ba nữ tu đã gọi Ozen có ý nghĩa gì. Ông chú mất trí đáp rằng nó có nghĩa là nhà thông thái hoặc phù thủy. Nozi rất buồn khi biết người bạn mới của mình sắp phải ra đi nên muốn Ozen ở lại. Ông chú động viên cô nàng và nói rằng đây là định mệnh mà ông phải thực hiện cho dù có khó khăn như thế nào. Nozi cảm thấy đây sẽ là một cuộc phiêu lưu thú vị. Ozen lập tức đính chính rằng nó chỉ là một chuyến đi. Vì một cuộc phiêu lưu cần có bạn đồng hành. Bên dưới thì bà Tám Mava đang công bố tin vui là hành trình tiếp theo của họ sẽ rất thuận lợi vì chỉ cần xuống dốc và không gặp đám trôn. Nhưng Poppy đã phát hiện ra bà Tám cầm ngược bản đồ, nên đường đi của họ sẽ ngược lại với những gì bà Tám đã nói. Không còn Sa Đốc ở đây thì mọi chuyện đã khó khăn hơn nhiều. Lúc này Nozi cũng trở về gặp gia đình. Ông bố và Gian đi đã chuẩn bị sẵn hành trang cho cô. Nozi rất vui khi cả nhà đã hiểu ý định của mình. Cô bắt đầu từ biệt dân làng. Còn điều khó từ biệt nhất chính là gia đình của mình. Nhưng sau mọi việc vừa xảy ra họ đã biết được sứ mệnh của Nozi. Cô nàng ôm gia đình của mình và hứa sẽ quay lại sớm nhất. Cô bạn Poppy cũng khóc hết nước mắt ra tạm biệt người thân yêu nhất. Bởi vì gia đình Poppy đã mất và chỉ có cô cùng Nozi chăm sóc cho nhau. Nozi cũng tặng cho người bạn thân một cái ôm nồng cháy. Sau đó dân làng Harford tiếp tục cuộc hành trình về phương Bắc của mình. Còn Ozen và Nozi đi theo hướng ngược lại. Bên này Galadriel đã dùng thanh kiếm của mình để chế tạo các bảo vật của Celebim. Rất nhanh nó đã tan chảy trong lò nung. Celebim tiếp tục cho nó vào một lò nung khác để dung hợp. Elrond bắt đầu thả viên Mithril vào trong. Rất nhanh nó đã biến thành một hợp kim phát sáng. Celebim dùng nó để đúc thành 3 thanh kim loại khác nhau. Trong lúc đợi Celebim thì Elrond đã đến bờ sông để tìm hiểu việc đã xảy ra với Galadriel. Anh tìm thấy cuốn da phả về các vị vua dưới nước. Elrond liền nhận ra thân phận của Hazan có vấn đề. Khi trở về chất vấn Galadriel thì Celebim đã tạo ra 3 chiếc nhẫn. Vẻ đẹp của nó khiến tất cả mọi người thẫn thờ. Mãi lát sau Galadriel mới phát hiện Elrond cầm cuốn da phả trên tay. Qua ánh mắt của Galadriel dường như Elrond đã biết được thân phận thật của Hazan. Ở diễn biến khác thì Gian Trầu hay còn gọi là Sauron rất có thể đã biết Celebim rèn 3 chiếc nhẫn. Hắn ta nhìn về ngọn núi lửa Dom ở vùng Mordor với ánh mắt rực sáng. Và Sauron sẽ rèn chiếc nhẫn chúa tại đây để thao túng tất cả. Còn 7 chiếc nhẫn cho người lùn cùng 9 chiếc nhẫn cho con người sắp được Celebon chế tạo. Mời các bạn đón xem phần 2 sớm nhất tại kênh review phim mới nhé. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.